Đừng mà vào vào đây nha. Hay nhận quà và buồn quá. Em xin chào tất cả các chị ạ. Xin chào chị Ngọc Thảo này, xin chào chị Hà Linh Đoàn này. Mọi người chia sẻ đi, hôm nay không nhận quà được thì ngày mai sẽ nhận được quà nha. Mọi người vào chia sẻ cho em đi nào, hôm nào cũng có mini game nhé mọi người nhá. Chào các tình yêu đang xem live của em ạ. Chào chị Ngọc Anh. Chị Hà. Chào chị Tịu Nguyễn này, chào chị Anh Hoàng, chào chị Hà Tùng, chào chị Hoàng Hiên. Mọi người chia sẻ cho em đi nào, chào chị Quỳnh Trang nha. Hôm nay mọi người chia sẻ mạnh nên cho em tặng quà miễn phí luôn nha các chị nhá. Chia sẻ thật nhiều cho em ạ, chia sẻ thật nhiều vào các hội cho em đi nào các tình yêu nào. Thật nhiều vào các hội cho em nhá. Lên 100 view ạ, tặng miễn phí váy nha các chị nha. Tặng miễn phí váy hoặc áo nha mọi người nha. Tặng miễn phí váy hoặc áo, chia sẻ lên 100 view nào các tình yêu nào. Tặng miễn phí luôn ạ. Mọi người nhớ là chia sẻ livestream này, ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước nha các chị nhá. Nhớ ấn ở chế độ xem trước cho em ạ. Chào chị Hường Nguyễn ạ, chào chị Phạm Hương nha. Chúc em đắt hàng, em cảm ơn chị Hà Linh Đoàn ạ. Mọi người vào chia sẻ mạnh cho em đi các chị ơi, chia sẻ mạnh cho em nào. Lên 100 view nha, lên 100 view sẽ tặng miễn phí nha. Áo như em đang mặc hoặc tất cả các mã váy em sẽ tặng váy tặng áo nào. Mọi người chia sẻ đi nào. Bây giờ hiện tại là 16 người đang xem rồi, các chị chia sẻ mạnh lên đi. Mọi người chia sẻ mạnh lên nha, các chị muốn tặng áo hay tặng váy nào comment nào. Comment để shop biết nha các chị nha, tặng váy nhá. Người có muốn tặng váy không nào? Tặng miễn phí luôn ạ, à. Mỗi người vào chia sẻ giúp em ít nhất là 5 lần nhá. Tặng miễn phí luôn nha các tình yêu nha, tặng miễn phí luôn ạ. Mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Chào chị Nhung Ngô nha. Đây nha, tặng miễn phí váy rất là xinh nha các tình yêu nha. Tặng miễn phí váy rất là xinh này. Mọi người chia sẻ cho em đi. Mọi người nhớ là vào xem chia sẻ 5 lần để tặng quà nha. Nhận quà miễn phí nha các chị yêu nhá. Nhận quà miễn phí luôn. Chị này bảo em đi làm cái gì đây? Đơn vẫn còn chứ. Rồi tặng cả hai luôn. Mọi người chia sẻ cho em nào. Chia sẻ nhiều vào các trang chợ, nhóm chợ cho em nhé các chị nhá. Xin chào chị Lê Thu Hà. Xin chào chị Nhung Ngô, chào chị Vũ Hằng nha. Mọi người chia sẻ nhiều vào các trang chợ, nhóm chợ cho em ạ. Tặng miễn phí váy luôn này các chị này. Tặng miễn phí váy cho những ai chia sẻ live stream ít nhất là 5 lần nhé các chị nhá. Chia sẻ live stream ít nhất là 5 lần rồi. Ok, áo đẹp, áo đủ màu luôn nha. Áo em bán đủ màu luôn. Nào mọi người chia sẻ mạnh nào, mọi người chia sẻ nhiều vào các hội nhóm chợ cho em nhá. Tặng miễn phí váy luôn này, váy maxi luôn này các chị yêu này, váy maxi luôn này. Đấy, váy hoa rất là xinh luôn. Ơ để thấy được rồi này. Nào các chị ơi, ai những ai chia sẻ rồi thì comment đã chia sẻ nào. Những ai chia sẻ rồi comment đã chia sẻ để em biết nhá chị nhá. Comment đã chia sẻ để em biết nào. Chào chị Thúy Đỗ ạ. Nào mọi người chia sẻ nhiều vào nào. Chia sẻ nhiều vào cho em nha. Chia sẻ tăng view lên nào mọi người nào. Chia sẻ tăng view lên nhá. Rồi ok, chị Nhung Ngô đã chia sẻ này. Chị nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ đi ạ. Chị Thúy Đỗ chia sẻ cho em nha. Ai những ai chia sẻ nào. Những ai chia sẻ comment đã chia sẻ. Mọi người chia sẻ nhiều lên cho em. Chia sẻ nhiều vào các hội nhóm cho em đi nào các chị nào. Chia sẻ nhiều vào hội nhóm nghe sẽ tặng nha. Tặng váy miễn phí luôn các chị nhá. Tặng váy miễn phí luôn. Chia sẻ nhiều vào các hội nhóm cho em. Chia sẻ nhiều vào hội nhóm này.
chị Ngọc Thảo đã chia sẻ rồi. Ok, xin chào chị Mai Còi Phạm ạ. Nào mọi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm cho em, là chị nào chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm nha, tặng váy miễn phí luôn ạ. À, váy rất là xinh luôn nhá các chị nhá, tặng váy rất là xinh luôn. Nào những ai chia sẻ thì comment đã chia sẻ cho em nào. Chia sẻ ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân nha mọi người nhá. 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các hội nhóm chợ lớn giúp em nào. Chia sẻ càng nhiều càng tốt. Rồi ok, chị Thúy Đỗ đã chia sẻ này. Tặng váy nha mọi người nhá, chia sẻ 5 lần để tặng váy này. Comment đã chia sẻ cùng với số điện thoại cho em. Comment đã chia sẻ cùng với số điện thoại. Chị chia sẻ rồi nhé. Rồi ok, cảm ơn chị Anh Hoàng ạ. Những ai đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ vào đây cho em nào. Lên 100 view đi các chị ơi, chia sẻ lên 100 view nha, tặng váy nha. Lên 100 view tặng váy nào. Mọi người chia sẻ nhiều vào cho em nào. Tặng váy đây, em sẽ tặng những cái mã váy rất là xinh như thế này nhá chị nhá. Tặng những cái mã váy rất là xinh luôn, hàng da da này, bi này, hoa này, đây rất là đẹp luôn. Rồi ok, chị Hà Hải Yến đã chia sẻ. Những ai đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ vào cho em biết nhá. Những ai đã chia sẻ thì comment vào cho em biết. Mọi người chia sẻ nhiều vào các hội nhóm cho em. Chị Thúy Đỗ đã chia sẻ, chị Nhung Ngô đã chia sẻ rồi ạ. Nào mọi người chia sẻ nhiều lên, ai chia sẻ thật nhiều nhá. Váy cho chị nào, tặng váy cho chị nào chia sẻ nhiều nhất luôn nhá. Tặng váy cho chị nào chia sẻ nhiều nhất vào các hội nhóm cho em này. Tặng váy cho chị nào chia sẻ nhiều nhất vào các hội nhóm. Set đen nãy còn không em? Set đen nãy, set đen nãy à còn, chị Su Mỹ ơi, set đen đấy vẫn còn nhá. Nếu mà chị lấy thì comment cho em. Set đen đấy tầm khoảng 53 cân quay đầu mặc đẹp. Rồi chị Tuệ Anh đã chia sẻ, chị Thúy Đỗ đã chia sẻ. Tặng váy cho những chị chia sẻ nhiều nhất ạ. Tặng váy free luôn nhá các chị nha. Tặng váy không đồng dành cho chị nào chia sẻ nhiều nhất. Mọi người chia sẻ nhiều lên, chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Tặng váy không đồng luôn. Đấy, mọi người chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm cho em ạ. Tặng váy không đồng luôn, tặng miễn phí luôn nhá. Đã chia sẻ nhiều nhóm rồi gái nhé. Rồi ok, chị Hà Linh Đoàn đã chia sẻ nhiều hội nhóm, em sẽ ưu tiên luôn nha. Mọi người chia sẻ mạnh lên. Rồi ok, em có ảnh mẫu đây chị Su Mỹ, chị có thể xem trên tường nhá, trên trang cá nhân của em ấy. Rồi chị Ngọc Thảo đã chia sẻ. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm là tặng váy miễn phí cho chị nào chia sẻ livestream nhiều nhất ạ. Tặng váy miễn phí dành cho chị nào chia sẻ nhiều nhất nha. Chào chị Hương Phạm nhá, mọi người chia sẻ mạnh lên cho em, chia sẻ thật nhiều nha. Chia sẻ thật nhiều, tăng view lên cho em. Mọi người chia sẻ tăng view lên cho em đi ạ. Tăng lên 100 view em sẽ tặng váy này. Chốt váy dành cho chị nào chia sẻ nhiều nhất với giá không đồng luôn. Em xin chào chị Hoàng Hiên. Nào mọi người chia sẻ đi nào các tình yêu nào. Các tình yêu chia sẻ lên 50 view để cùng chơi mini game nào các chị nào. Mọi người vào mạnh lên, chia sẻ mạnh lên cho em. Chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm nhá, chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm này. Tặng váy miễn phí luôn. Đây, rất là nhiều mã váy xinh đây các chị này. Rất là nhiều mã váy xinh nhá. Đây, đấy, chấm bi này, kẻ này, em tặng miễn phí luôn nhá. Tặng miễn phí luôn, các chị chỉ cần chia sẻ, cách chơi rất là đơn giản. Bước 1, chia sẻ livestream lên trang cá nhân 3 lần nhá, ở chế độ công khai nhá chị nhá. Chia sẻ 5 lần vào các hội nhóm chợ ạ, ít nhất là 5 lần vào hội nhóm chợ này. Theo dõi Facebook Lương Thị Quyên, nhớ là mọi người theo dõi ở chế độ xem trước nhá các chị nhá. Theo dõi ở chế độ xem trước là em sẽ tặng váy miễn phí này cho chị nào chia sẻ nhiều nhất luôn. Chị chia sẻ 9 hội nhóm và 4 lần trang cá nhân rồi nha em yêu. Rồi ok, cảm ơn chị Hà Hải Yến, các chị đã chia sẻ sẽ được ưu tiên nha. Mọi người chia sẻ càng nhiều em sẽ ưu tiên càng nhiều nào. Các chị chia sẻ mạnh lên, chia sẻ mạnh lên cho em nào. Nhớ là phải chia sẻ thật nhiều nha các chị nhá. Chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm để tăng view lên. Mọi người vào đông chơi game sẽ vui nha. Mọi người vào đông lên đây ạ. Vào thật nhiều chơi game sẽ vui nha. Em sẽ tặng rất là nhiều váy luôn này các chị yêu này. Tặng những cái mã váy rất là xinh này. Còn cái váy hoa trễ vai màu tím than không em ơi? Váy hoa trễ vai màu tím than còn chị ơi, em vẫn còn nha. Chị cứ gửi ảnh cho em sẽ check inbox nhá. Em vẫn còn. Đây chị Hường mặc cái này quá xinh luôn. Nào những ai vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ nha. Những ai vào sau, đây có phải cái này không chị Hường này, váy cánh tiên rất là đẹp này. Đây ạ, những ai vào sau chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ để chơi mini game, mua váy với giá không đồng nào các chị nào. Những ai vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ mini game, mua váy với giá không đồng luôn nha các tình yêu nha. Mua váy với giá không đồng luôn nào. Các tình yêu chia sẻ thật nhiều cho em. Rồi ok, chị Đinh Huyền đã chia sẻ 30 nhóm này.
Váy này em vẫn còn nha, nếu mà chị Hường lấy thì comment cho em biết nha, comment lại cho em xin số điện thoại nha, váy để em bán giá 99k thôi nhá. Nào các chị nào, để chị cái đấy luôn nhé, rồi ok để luôn cái này cho chị Hường nhá, rồi ok tình yêu ạ. Nào, em xin chào chị Trang Lê ạ, chị nào vào sau chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm chợ nha. Mua váy với giá 0 đồng các tình yêu này, mua váy với giá 0 đồng luôn nè. Đây, rất là nhiều mã váy xinh nè. Nào mọi người chia sẻ đi, chấm bi nhé, rồi ok mọi người chia sẻ thật nhiều, lên 50 view đi. Lên 50 view đi nè, chia sẻ rồi chị ơi, rồi ok cảm ơn chị Tiên Võ, chị Hường cho số điện thoại rồi ạ. Ok, chốt cho chị Hường váy hoa nha, 99k nha tình yêu nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào, chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm chợ đi nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho tăng view lên nhá. Em chưa thấy lượt view được tăng lên. Em đã nhìn thấy mọi người chia sẻ rồi, nhưng mà lượt view chưa tăng lên. Mọi người cố gắng là chia sẻ thật nhiều cho tăng lượt view lên nha. Để em chốt váy nhá, tình yêu nhá. Chốt váy với giá 0 đồng tặng cho các chị nè. Xin chào chị Đặng Trang nha. Đi chơi, đi du lịch về chưa tình yêu ơi? Rồi chị Dung Ngô đã chia sẻ này. Còn quần ống sớ dài chấm bi không em? Chị mua cái áo xắn eo nhà em rồi mà đang muốn lấy thêm cái ống sớ. Ống sớ chấm bi còn nhá chị Hường nhá, nếu mà lấy thì comment luôn. Rồi ok chị Đinh Huyền chấm bi, chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm cho em nào. Mọi người tăng view lên đi, tăng lên 50 view đi nào. Các tình yêu là lên 50 view đi. Những ai vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ nhá. Bán váy với giá 0 đồng luôn các chị nhá, 0 đồng luôn. Hôm nay em sẽ dành thời gian chỉ chơi game cho mọi người thôi. Chơi game tặng váy cho các chị thôi ạ. Chơi game tặng váy nhá mọi người nhá. Chơi game tặng váy này, tặng rất là nhiều mã váy xinh nhá các chị nhá. Tặng rất là nhiều nhá. Ai thích maxi thì em tặng maxi này. Đây, ai thích maxi tặng luôn maxi này, rất là đẹp luôn này. Chị hết tháng này mới về. À chị hết tháng này mới về cơ à. Đây, ai thích maxi em tặng maxi luôn. Đấy, ai thích maxi em tặng maxi luôn nha. Ai thích váy chấm bi, thích váy hoa, thích váy kẻ em tặng luôn. Nhưng mà mọi người phải chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Mọi người phải chia sẻ thật nhiều cho em. Cái kẻ đẹp đấy. Cái này đẹp mà chị. Đấy. Rồi ok, chia sẻ xem mọi 13 nhóm nữa rồi. Cảm ơn chị Đinh Huyền nha. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Em thấy các chị chia sẻ rất là nhiều rồi nhưng mà chưa tăng được view lên. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Các chị xem like có rõ không nào? Mọi người xem like rõ thì comment cho em biết nha. Xin chào chị Loan Nguyễn ạ. Mọi người vào sau chia sẻ đi ạ. Các chị vào sau chia sẻ nha. Ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên nha các chị nha. Ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước nào mọi người ơi. Bao nhiêu cái kẻ em? Em đang tặng 0 đồng luôn này. Các chị chia sẻ cho em này. Tặng 0 đồng luôn này, rất là đẹp luôn này. Đây, hàng Zaza nha. Hàng Zaza luôn. Đấy, rất là đẹp luôn này các tình yêu này. Hàng chuẩn đẹp luôn nhá các chị nhá. Hàng xuất đẹp luôn. Đấy. Tặng nguyên những chiếc váy rất là xinh của shop tôi này các chị yêu này. Tặng những cái váy rất là đẹp nha. Rồi ok, chị Hương Ruby đã chia sẻ này. Chị Bàn Triệu đã chia sẻ này mọi người này. Chia sẻ ít nhất là 5 lần nha. 5 lần lên trang cá nhân và nhiều chia sẻ nhiều nhất vào các hội nhóm chợ có thể nha mọi người nhá. Hôm nay em dành thời gian chỉ chơi mini game tặng váy cho các chị thôi. Các chị thích váy kẻ em tặng váy kẻ. Thích chấm bi em tặng chấm bi luôn. Thích hoa em tặng hoa này. Thích maxi em tặng maxi nhá các chị nhá. Ai cũng có thể có cơ hội nhận được quà của shop. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm chợ cho em đi nào. Em sẽ bán những cái mã này với giá 0 đồng nha. Với giá 0 đồng cho các tình yêu. Chia sẻ livestream cho em. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm chợ cho em đi nào. Em nhìn thấy chị Bàn Triệu đã chia sẻ rồi này. 60kg không em? 60kg em có nha. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Chia sẻ thật nhiều. Hôm nay chỉ dành thời gian chơi game nhá chị nhá. Dành thời gian chơi game. Tặng váy cho các chị này. Đây rất là nhiều mã maxi này. Đi biển rất là xinh luôn nha các chị nhá. Đi biển rất là xinh luôn. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều nào. Tụt view rồi mọi người ơi. Phải chia sẻ tăng view mạnh lên. Mọi người chia sẻ để tăng view mạnh lên cho em nào. Tăng view mạnh lên cho em. Lên 50 view nha mọi người nha. Lên 50 view một con số rất là thấp. Để nhận được một phần quà là một chiếc váy rất đẹp này với giá 0 đồng đúng không các chị. Chia sẻ lên 50 view nhá. Cách chơi rất là đơn giản thôi. Thể lệ là chia sẻ ít nhất là 5 lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai. Ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước nha các chị nhá. Cách chơi cực kỳ là đơn giản luôn. Các chị có thể dinh cho mình một chiếc váy này. Một chiếc váy rất xinh. Đấy. Một chiếc váy rất xinh với giá 0 đồng luôn.
Rồi ok, em đã nhìn thấy chị gia đình yêu thương đã chia sẻ rồi. Mọi người chia sẻ nhiều nhất vào các hội nhóm chợ cho em có thể nhá chị nhá. Có bao nhiêu hội nhóm chợ chia sẻ hết cho em nào. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Tặng 0 đồng luôn nha, tặng 0 đồng luôn này. Tặng 0 đồng luôn nha, mọi người chia sẻ nhiều vào nào. Ok mọi người ơi, chia sẻ đi nha, lên 50 view thì mình bắt đầu chơi mini game nhé. Mọi người chia sẻ tăng view, tại là đã thấy mọi người chia sẻ rất là nhiều rồi nhưng nó chưa tăng được lượng view ấy, nên là chưa chốt được quà mini game cho các bạn nhé. Mọi người chia sẻ đi ạ, vào đông đông thì chơi cùng chơi mini game nhé. Chia sẻ ạ, tặng váy 0 đồng ạ. Chia sẻ 28 nhóm rồi, ok cảm ơn Đặng Trang nha, đã chia sẻ, Thi Ốc đã chia sẻ. Mọi người chia sẻ lên đi, 50 view thì mình bắt đầu chơi mini game nhé. Nguyễn Thị Oanh, em đã chia sẻ được nhận quà không? Ai cũng có thể được nhận quà nhé mọi người ơi, tất cả mọi người ở đây ai cũng có thể được nhận quà đấy ạ. Mọi người chia sẻ tăng lượng view lên nhé, lượng view tăng lên thì mình mới chốt được mini game. Bây giờ view quá thấp ý nên là chưa chốt được mini game cho các bạn nhé. Không đồng váy kẻ gia đình yêu thương rồi, có rất nhiều ok mã, chị Hương Ruby đã chia sẻ rồi nè. Tùy chọn màu nhé, tất cả các mã váy đây các bạn tùy chọn nhé, tùy chọn ạ. Tăng view lên ạ, lên 50 view mình bắt đầu chơi mini game nha. Nào em thấy các chị chia sẻ rất là nhiều rồi các chị ơi, em thấy các chị chia sẻ rất là nhiều rồi nhưng mà view vẫn chưa tăng, view vẫn chưa tăng, mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ cho em ạ. Chia sẻ chỉ cần lên 50 view thôi, đạt 50 view nữa chị nhá, 50 view rất là thấp luôn. Chị mua cái váy kẻ rồi, ok Trang. Đây các chị đã chia sẻ rồi thì sẽ được mua với giá 99k này. Các chị đã chia sẻ rồi sẽ được mua với giá 99k nhá. Lên 100 view này, đơn của chị Trang vẫn còn đây đúng không? Lên 100 view này. Chị Trang là chú này. Lên 100 view thì em sẽ tặng luôn ạ, tặng luôn nhá chị yêu nhỉ. Tặng luôn, đây tặng luôn này, váy bi rất là xinh luôn này. Váy bi quá xinh luôn nhá chị nhá. Tặng luôn. Rồi ok, chị Bàn Triệu chia sẻ nhiều rồi, tặng đi. Mọi người ơi, em thấy các chị đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Lên 50 view. Lên 50 view nha, một con số rất là thấp luôn. Áo em đang mặc có bán luôn, có bán nha các chị nhà. Mẫu gì em cũng có bán luôn. Đấy, rất là nhiều mẫu nha em, rất là nhiều mẫu luôn. Mọi người chia sẻ lên 50 view tặng váy luôn. Em nói là làm nha các chị nha, chia sẻ lên 50 view để cùng chơi mini game tặng váy luôn nha các chị yêu nha. Tặng váy luôn, chia sẻ thật nhiều cho em. Những chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ thật nhiều đi ạ. Chị nào vào sau chia sẻ thật nhiều nhá. Hôm nay em thấy các chị chia sẻ cũng nhiều lắm mà sau view chưa tăng thì mọi người nhỏ, mọi người phải chia sẻ mạnh lên, nhiệt tình lên cho em. Em xin chào chị Thùy Dương. Nào mẹ cho mẹ. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều, chia sẻ nhiệt tình lên cho em, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bây giờ các chị chia sẻ nhiều lắm mà không thể tăng được view lên là thế nào nữa. Buồn thật đấy. Mọi người chia sẻ thật nhiều để tăng view lên, váy không đồng luôn. Tất cả cái những cái mã váy này là không đồng luôn này các chị này. Không đồng luôn này, các chị đừng vội thoát ra nha. Mọi người đừng vội thoát ra, em sẽ chốt mini game. Cô chia sẻ nhiều rồi, tặng quà rồi, ok. Những ai chia sẻ nhiều rồi em sẽ ưu tiên nhé mọi người nha. Những ai chia sẻ thật nhiều rồi em sẽ ưu tiên. Em xin chào chị Thùy Dương. Em đã thấy các chị chia sẻ nhiều lắm rồi nhưng mà view vẫn chưa tăng được một chút nào luôn các chị này. View vẫn chưa tăng, vẫn 26 view thì làm sao mà em có thể tặng váy cho các chị ạ. Mọi người phải chia sẻ nhiều để view nó tăng lên 50 view, 100 view. Tặng lên 50 view, 100 view là em tặng liền luôn nhá các chị nha, tặng váy liền luôn, ai cũng có thể có cơ hội tặng váy. Rồi ok, chị Thùy Dương, tặng chị đi rồi, ok nha, chị Thùy Dương lúc nào vào xem cũng chia sẻ cho em, cảm ơn chị nha. Nhận ra cô chưa? Cô Lan Nguyễn. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều nào, mọi người chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm cho em, thật nhiều vào các hội nhóm cho em nhá các chị nhá. 30 view này nó vẫn cứ ở mức 30 view này. Mọi người chia sẻ lên 50 view. Mọi người chia sẻ lên 50 view, chia sẻ thêm 20 nhóm nữa. Cảm ơn chị Đinh Nguyễn, em rất cảm ơn các chị luôn. Tại vì các chị lúc nào cũng yêu quý em, ủng hộ em.
Áo đang mặc bao nhiêu bạn? Áo em đang mặc bán với giá là 80k dành cho các chị chia sẻ like này. 80k áo phông, chất phông zip nhá mọi người nhá. Chất phông zip hàng thật là đẹp luôn, mặc co giãn thoải mái, không bay dạo nha mọi người nha. Nào các chị chia sẻ rồi, ok chị Nga Nguyễn đã chia sẻ này. Mọi người ơi, sắp lên 50 view rồi, mọi người đẩy view mạnh lên 50 view cho em. Đẩy lên 50 view cho em nha các chị nha, lên 50 view. Chia sẻ, em sẽ tặng váy không đồng luôn. Tặng váy không đồng nha các chị nha, nhận quà miễn phí luôn. Rồi ok, cảm ơn chị Bi Trang nha, vào xem chia sẻ giúp em nhé, tình yêu nhá, lúc nào tình yêu cũng ủng hộ em. Rồi ok, các chị chia sẻ nhiều lắm rồi, em có nhìn thấy rồi. Cô có ấn tượng với cháu, cô thường xuyên theo dõi cháu bán hàng. Dạ cháu cảm ơn cô rất là nhiều nha, cháu cảm ơn cô Loan Nguyễn rất là nhiều ạ. Chị gia đình yêu thương đã chia sẻ rồi. Chị Tuy Anh chia sẻ chưa ạ? Chị Tuy Anh chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em. Em cảm ơn các chị đã chia sẻ rất là nhiều. Mọi người đẩy lượt view lên 50 view đi nào. Lên 50 view nha các tình yêu nha. Xem được tặng không nào. Ai cũng có thể được tặng nha. Ai chia sẻ thật nhiều nha. Tặng cho chị nào chia sẻ live stream chị nhiều nhất này. Nào. Chị vào xem chia sẻ cho em là em đã cảm ơn rất là nhiều rồi chị Bi Trang ơi. Tình yêu vào xem chia sẻ cho em nhá. Rồi ok, chị giày thủy tinh nếu mà lấy áo như em đang mặc một màu đen và một màu trắng thì cho em xin số điện thoại nhá. Áo như em đang mặc bán với giá là 80k dành cho các chị chia sẻ like nhá. Rồi nào. Vâng, em nhìn thấy mọi người chia sẻ rất là nhiều rồi nhưng mà view không tăng lên một tí nào luôn. Em không biết là do là Facebook của em nó đang bị chặn tương tác các chị, nên là em rất cần sự chia sẻ của mọi người nhá. Facebook của em nó đang bị hạn chế tương tác ấy, nên là mọi người chia sẻ thật nhiều cho em để tăng lượng tương tác, để mọi người có thể vào xem live stream của em nha các tình yêu nha. Nó đang bị hạn chế tương tác ạ, nên là em rất cần sự chia sẻ của mọi người. Chị Tuy Anh đã chia sẻ rồi, ok những cái mã váy này sẽ bán tặng với giá không đồng luôn, tặng miễn phí luôn cho các chị chia sẻ like thật nhiều ngày hôm nay. Bây giờ rồi ok, chị giày thủy tinh em chốt cho chị một áo trắng và một áo đen như em đang mặc nhá. Giá của nó là 80k một chiếc. Mọi người ơi, lượt view đã đang được đẩy mạnh lên rồi. Những chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ đi ạ. Chia sẻ lên 50 view để cùng chơi mini game nha. Lên 100 view tặng váy nha các chị này. Lên 50 view để chơi mini game, 100 view để tặng váy luôn nha các chị yêu nhá. Mọi người vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ, lên 47 người rồi. Còn 3 người nữa thôi nào, mọi người comment thật nhiều, chia sẻ thật nhiều cho em. Những chị nào vào sau chưa chia sẻ thì comment nào. Những chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ thật nhiều. Nào mọi người chia sẻ lên 100 view để tặng đi nào các tình yêu nào. Lên 50 view cùng chơi mini game nhá. Lên 50 view các chị bắt đầu comment số điện thoại thật nhiều. Mình đã chia sẻ được quá không vậy? Cho chị xem cái váy đằng sau. Set em mặc có màu khác không? Bao nhiêu set em mặc thì có cả quần sóc trắng nhá mọi người nhá. Có cả sóc trắng luôn. Đấy, có cả sóc trắng. Set em mặc là quần này, quần giả váy mặc rất là xinh luôn nhá. Mua nhiều sẽ được tặng nhá mọi người, chia sẻ mạnh lên. Nào ai có thể được tặng nhá, chị nào, đây máy vàng đây. Nào mọi người đã chia sẻ thật nhiều lên tụt view rồi. Mọi người chia sẻ lên 50 view bắt đầu comment số điện thoại để em chốt nha. Mọi người chia sẻ lên 50 view bắt đầu comment số điện thoại để em chốt nè. Chia sẻ thật nhiều, chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ đi ạ. Tặng váy miễn phí luôn này các chị này. Tất cả cái chỗ váy này tặng miễn phí luôn dành cho các chị đã chia sẻ. Nên là mọi người cố gắng chia sẻ thật nhiều vào cho em. Rồi, em đang bị hạn chế tương tác nhá. Em đang bị hạn chế tương tác nên là em rất cần sự chia sẻ của mọi người. Rồi ok, cảm ơn cô Loan Nguyễn ạ. Cô chia sẻ thật nhiều cho cháu nhá. Cháu cảm ơn rất là nhiều luôn ạ. Nào các chị ơi, trời ơi 500 lượt chia sẻ rồi mà không tăng view lên một tí nào luôn. Mọi người tiếp tục đi, nào các chị ơi, tiếp tục chia sẻ thật nhiều cho em. Em rất là muốn tặng quà cho các chị ạ, thực sự luôn. Thực sự là em rất là muốn tặng quà cho mọi người nhá. Em rất là muốn tặng quà cho mọi người luôn. Nhưng mà các chị phải chia sẻ ít nhất phải lên 50 view. Lên 50 view thì em cũng mới có thể tặng quà được cho mọi người. Lên 50 view mọi người bắt đầu comment số điện thoại thật nhiều để em chốt ạ. Nha các chị nha.
Ly ơi chia sẻ mỏi tay rồi. Cảm ơn chị Hà Linh Đoàn, lúc nào em like cũng vào chia sẻ để ủng hộ em. Cảm ơn tình yêu rất là nhiều nha. Mọi người chia sẻ thật nhiều sẽ được ưu tiên nha mọi người nhá. Còn đen rồi mẹ. Không còn, vẫn còn đen. Đen chưa bạn? Ở chỗ này này. Chắc rồi, này. Không lên nổi ý. Đấy, tại vì là lượng tương tác của em đang bị hạn chế lắm. Làm sốt rất muốn tặng quà cho mọi người, nhưng không phải bảo là câu like hay là cái gì cả mà. Đấy, đen đấy. Thật mà không. Dưới này nữa, ông này. Thế chắc ở bên này. Em rất là muốn tặng quà cho mọi người luôn. Thực sự rất là muốn tặng quà cho mọi người. Em không hề câu like nha mọi người nha. Không có ý gọi là câu like luôn. Em rất là muốn tặng quà cho mọi người. Đấy, nên là mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Phải không? Chia sẻ thật nhiều cho em. Mọi người vào sau thì chia sẻ cho em. Tại vì là em đang bị hạn chế tương tác đấy mọi người. Em đang bị hạn chế tương tác. Nên là em cần mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Để em có thể tăng lượng tương tác lên. Để em có thể phục vụ tất cả mọi người nhá chị nhá. Để bạn bè người thân của các chị cũng có thể mua được hàng đẹp với giá siêu rẻ luôn. Rồi ok, cảm ơn chị Tiến Trần ạ. Cảm ơn các tình yêu nha. Mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ nào. Mọi người ơi, sao không thể tăng được lượt view lên ạ? Hôm nay em chỉ tặng cho các chị thôi. Em chỉ chơi mini game tặng quà cho mọi người thôi đấy. Tặng quà cho mọi người thôi. Chia sẻ thật nhiều cho em. Sao không thể lên được nhở? Lên 40 đi chia sẻ nhiều rồi mà sao không thể lên? Đấy, em thấy các chị chia sẻ rất là nhiều rồi. Nhưng mà không thể tăng được. Bán hàng cần chia sẻ các chị đông view thì cái bán hàng nó dễ. Đấy. Em bán hàng nên em rất là cần sự chia sẻ của mọi người. Càng nhiều view thì em sẽ có rất là nhiều mẫu mã nha. Rất là nhiều mẫu mã để phục vụ mọi người nhá. Bán hàng sẽ có động lực hơn. Nên là mọi người tiếp tục chia sẻ đi. Bây giờ đã là 44 view rồi. Bắt đầu mọi người chia sẻ lên 50 view. Bắt đầu comment số điện thoại để em chốt nhá. Đấy, tặng váy rất là xinh như thế này rồi mà mọi người không chia sẻ cho em thì rất là tiếc luôn ạ. Em đã tặng váy rất là xinh luôn rồi. Nên là mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Chia sẻ thật nhiều cho em. Lên 44 view rồi, sao không thể tăng lên 100 view nhỉ các chị này? Lên 100 view đi nào các chị ơi. Lên 100 view đi. Nào, lên 48 rồi. Bắt đầu lên 50 người, mọi người comment số điện thoại và chia sẻ thật nhiều để lên 100 view tặng váy luôn nha các chị yêu nha. Tặng váy miễn phí luôn. Váy là em tặng miễn phí luôn cho các chị luôn. Đấy, tặng miễn phí luôn cho các chị nha. Chia sẻ nhiều vào hội nhóm cho em. Những chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em đi. Chị Thúy Hà Vũ ơi, hôm trước em đã nói với chị rồi ạ. Tại vì là số điện thoại của chị cho em bị nhầm số, nên là em gọi cho chị hoài mà không được. Đấy, chị cho em nhầm số nên em gọi hoài không được. Chị inbox lại cho em nha. Đấy, cứ xuống thôi các chị ạ. Cứ xuống thôi, mọi người chia sẻ rất nhiều rồi mà nó cứ xuống thôi. Không thể lên được. Nên là mọi người phải chia sẻ nhiều vào. Em đang bị hạn chế tương tác các chị ạ. Em đang bị hạn chế tương tác ấy. Nên là mọi người chia sẻ nhiều cho em. Chia sẻ nhiều cho em để em không bị hạn chế tương tác nha mọi người nhá. Chia sẻ thật nhiều cho em nào các chị nào. Các chị rất là nhiệt tình chia sẻ vào fan bạn bè Facebook của mình. Đấy, em thấy các chị rất là nhiệt tình chia sẻ cho em rồi. Ai cũng chia sẻ vào xem, cũng chia sẻ để ủng hộ em nhá. Tất cả những cái mã váy này đều bán với giá 0 đồng luôn cho các chị. Tặng miễn phí bán 0 đồng luôn. Đấy, tặng miễn phí bán 0 đồng luôn. Chị gia đình yêu thương đã chia sẻ rồi này. Nào, các chị nào chia sẻ nào. Nhiều kiểu đẹp quá có thể đến nhà. À, các chị ở gần thì có thể qua shop xem nhé mọi người nhé. Mọi người có thể qua nhà xem nha các chị yêu nha. Những ai ở gần thì có thể qua xem thử thoải mái luôn. Chị Thanh Hoàng ơi, cho em xin lại số điện thoại địa chỉ để em gửi hàng nha. Tụt mất rồi, bao giờ cho nó được. Buồn ghê gớm luôn đi các chị ạ. Buồn ghê, ai cũng vào xem cũng chia sẻ nhiều cho em mà mãi không tăng lên được đến 50 view thôi. Em chỉ cần tăng được lên đến 50 view thôi. Lên 50 view thôi là mọi người comment số điện thoại nhiệt tình là chốt luôn. Không thể tăng được lên đến 50 view, rất là buồn luôn.
quá buồn luôn đấy các chị ạ, tại vì dạo này em bị đăng cái hạn chế tương tác lắm. Em bị hạn chế tương tác lắm nên là em cần mọi người chia sẻ rất là nhiều cho em. Đấy. Mọi người chia sẻ lên 50 view là tặng luôn này. 50 view là tặng áo, còn lên 100 view là tặng hai váy. Mọi người chia sẻ lên 50 view luôn là tặng luôn. Tặng luôn áo như em đang mặc, 100 view tặng luôn hai váy, tặng luôn váy luôn, tặng luôn mấy cái liên tiếp luôn. Em muốn tặng số lượng nhiều ấy, tăng view lên. Mấy áo đang cầm trên tay rất đẹp. Đây toàn những cái mã đẹp thôi này mọi người này. Em tặng cho mọi người toàn những mã xinh thôi là xinh. Từ trước đến giờ không bao giờ dám tặng những cái đồ không đẹp cho khách bao giờ. Đấy, lúc nào cũng tặng những chiếc váy xinh ơi là xinh cho các chị luôn. Đấy. Toàn tặng váy xinh như thế này thôi. Mọi người chỉ cần chia sẻ 50 view thôi, tặng luôn áo, tặng luôn cả váy luôn, tặng luôn mấy váy luôn, em nói là em làm em tặng luôn mấy váy luôn. Rồi ok, cảm ơn chị Trang. Đấy, em chơi nhảy rất là dễ rồi, chỉ cần đấy không phải não gì luôn, mọi người không cần phải trả lời câu hỏi gì, mọi người chỉ cần chia sẻ thôi. Nhưng mà view nó không thể tăng lên được, rất là buồn luôn. Em thấy mọi người rất là nhiệt tình chia sẻ cho em rồi, nhưng mà em đang bị hạn chế tương tác các chị ạ. Tương tác đang bị hạn chế rất là nhiều, Facebook đang hạn chế tương tác, nên là mọi người đã chia sẻ rất là nhiều nhưng mà vẫn chưa lên được view. Nên là em rất cần mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Chia sẻ thật thật nhiều cho em. Chia sẻ nát mấy nhỏ rồi. Các chị chia sẻ thì là ai chia sẻ cũng được tặng nha các chị yêu nha. Rồi các chị chia sẻ thật nhiều, em sẽ yêu ái mọi người nha. Em sẽ yêu ái mọi người luôn. Đấy. Chia sẻ nhiều rồi nhưng mà mọi người đang ngủ chưa? Có lẽ là như vậy chị ạ. À. Em xin chào chị Nguyễn Huyền. Chị chia sẻ 8 nhóm chợ rồi đó. Chiều tối lại chia sẻ. Ai mà chiều nay chưa nhận được quà thì tối nay nha. Ngày nào em cũng chơi mini game. Chơi là thì bảo mà bốn người nha mọi người. Có động lực. Chỉ cần lên 50 view thôi, mọi người chia sẻ lên 50 view. Comment số điện thoại nhiệt tình để tặng nha, lên 50 view tặng áo luôn. Lên 50 view tặng áo, lên 100 view tặng hai váy. Đấy. Tặng luôn. Tặng rất là nhiều, em tặng liên tiếp luôn. Mãi mà không lên được buồn ghê. Ồ, chưa lên được 50 đâu, mới 44 người thôi. Tặng trước đi cho có động lực Ly ơi. Mọi người chia sẻ nhiều đi, sắp lên đến rồi các chị ơi, 41 rồi. 41 rồi các chị ơi, 41 rồi. Đấy, 41 rồi, chia sẻ thật nhiều cho em. Mãi chưa lên được đến 50 này các chị nào, mãi chưa lên được 50. Mọi người vào sau thì chia sẻ thật nhiều cho em. Đây mọi người đã chia sẻ 600 lượt chia sẻ không? Em cũng không thể hiểu là nó như nào luôn. Rồi ok, số điện thoại và địa chỉ của chị Thanh Hoàng đây. Tí nữa em sẽ chốt đơn cho chị nhá. Của chị là hai áo trắng và hai sơ mi hoa. Đơn thì em đã gửi hóa đơn qua Facebook cho chị rồi đấy. Em gửi hàng luôn cho chị nhá. Nào các chị ơi, gần lên đến 50 chị view xem rồi. Đơn chưa? Ok để em gửi luôn bây giờ. Chị xem đơn chưa? Ok là để em gửi luôn nhé chị em nhá. Không phải gọi lại chị nữa. Em không phải gọi lại nữa. Nào các chị ơi, đã lên đến 41 view rồi. Đơn đi để gói gửi luôn rồi view đến lấy đằng nào đến lấy đơn đấy. 41 view rồi, không có gì là khi mong sẽ được tặng để gửi kèm luôn. Áo em mặc là 80k nhá. Áo em mặc là 80k lên đến 41 view rồi thì không hà cớ gì mà không thể lên đến được 50 view. Nào mọi người ơi, mình quảng cáo cho lũ bạn bè cùng lên mua rồi. Ok, cảm ơn chị nhá. Chị có thể quảng cáo cho bạn bè cùng đến nhà em mua nha. Hàng đẹp giá siêu rẻ luôn. Nào các chị ơi, áo em mặc chỉ có giá là chị chưa xem đơn. Chị xem đơn giúp em đi, chị xem đơn giúp em đi rồi để em gửi luôn. Ok, em thì gửi luôn bây giờ cả. Nếu mà ok thì em gửi luôn, không thì phải để đến ngày mai mới gửi. 46 view rồi, 45 view rồi. Chỉ cần lên đến 50 view, mọi người comment số điện thoại nhiệt tình. Chia sẻ nhiệt tình lên 50 view. Lên 100 view tặng luôn váy, lên 50 view tặng áo nha mọi người nhá. Lên 50 view tặng áo, lên 100 view tặng hai váy nhá. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình nhá. Em cũng không hiểu tại sao mà
mọi người đã rất là nhiệt tình rồi, mọi người đã rất là nhiệt tình chia sẻ rồi mà tại sao không lên được? Facebook đang hạn chế tương tác quá. Cái váy xanh sau em chị mặc có vừa không Ly? Chị mặc vừa đấy chị Huyền, vừa nha tình yêu nha. Cái váy đấy các chị tầm khoảng từ 45 cân đến khoảng 56, 57 cân vừa. Cái váy hoa xanh này, ai có nhu cầu kinh doanh mỹ phẩm ưu đãi lớn chia sẻ nhiều thế mà vẫn chưa được. Đấy, mọi người chia sẻ nhiều lắm, mọi người chia sẻ cho em nhiều lắm, mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em lắm nhưng mà vẫn chưa được. Em cảm ơn chị Thu Sương Nguyễn nhá, có gì thì qua ủng hộ em nha tình yêu nha. Không thì bán hàng thôi, chờ hoài buồn ghê. Bán hàng đầu tiên mà phải em nghĩ là 100k bán 800k. Không có lời lãi một xu nào luôn nào. Đây nha chị nha. Đây, những cái mã váy này này, đáng nhẽ em toàn bán 150 này, 120, 130. Đây, tất cả những cái mã này đều bán hơn 100k hết. Nhưng mà hôm nay mọi người đã chia sẻ nhiệt tình cho em rồi. Mọi người đã chia sẻ nhiệt tình cho em rồi, bán 89k cho những các chị chia sẻ nhiệt tình cho em ngày hôm nay nè. Bán không có lãi luôn nha. Đây, em không nói điêu luôn, nói điêu mất lộc luôn nha mọi người nha. Đấy, em sẽ bán giá cực rẻ luôn cho các chị chia sẻ ngày hôm nay nè. Bán chấm bi trước nè. Các chị chia nhiều, chia sẻ nhiều. Mọi người chia sẻ nhiều lắm rồi nên là em sẽ bán nè. Bán chấm bi trước nè. Chấm bi nhá chị yêu nha. Chấm bi 89k. Bán váy này bao nhiêu tiền rồi? Bán 89k. 89k chấm bi. Chị nào lấy comment bi kèm số điện thoại cho em. Comment bi đen kèm số điện thoại 89k này. Đây là bán kỷ niệm không có lãi một tí nào luôn. Em bán kỷ niệm không có lãi nha. Chị nào lấy bi đen, comment bi đen kèm số điện thoại cho em. Comment bi đen kèm số điện thoại 89k này. Bán mấy cái đầu tiên là nói dễ thương. Nào em bán 5 cái đầu tiên nào, 89k nha mọi người nha. Nào mọi người chia sẻ đi, em sẽ bán xong bài pin em sẽ tặng nha. Em sẽ tặng áo nào, lên 50k rồi, nên lên 50 người xem rồi tặng áo luôn. Tặng áo luôn nha. Nào có ai chốt pin này không, có ai chốt pin này không nào. Ê, lấy áo ra chốt cho các chị đi mẹ ơi. Lên 50 người xem rồi em sẽ tặng áo nha. Tặng áo này. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình đi, tụt xuống 44 view rồi. Mọi người ơi, tụt xuống 44 view rồi, lên 50 view em hứa là sẽ tặng áo ạ. Lên 50 view em đã hứa tặng áo rồi này. Rồi ok, chị Tiến Trần váy chấm bi. Ai chốt chấm bi 89k thì comment bi. Hôm nay bán mã này không có lãi một tí nào cho chị luôn. Comment bi 89k cho em nào. Comment bi 89k kèm số điện thoại cho em nào. Chị Tiến Trần một bi 89k này. Ai lấy bi 89k thì comment cho em. À mẹ ơi, chắc là chị kia đến lấy hàng ấy. Rồi ok, mọi người chia sẻ mạnh lên. Chia sẻ mạnh lên cho em nào. 46 rồi mọi người tụt view. Tụt view rồi mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Nào, ai lấy váy chấm bi 89k, comment 89k kèm số điện thoại. Rồi lên 50 người rồi em sẽ tặng nha. Em sẽ tặng, em đang lấy áo để tặng cho mọi người rồi. Em tặng với chị hai áo kẻ dưới này đi cho được 2 người. Đây luôn, tặng luôn áo dây xinh này cho các chị này. Tặng luôn áo dây hai chị luôn. Tặng hai chị luôn cho nó được nhiều. Em sẽ tặng hai chị luôn nha. Tặng hai chị luôn này. Lên 50 view em sẽ tặng luôn hai chị áo dây rất là xinh này. Lên 100 view tặng váy nha mọi người nha. Như em đã hứa nha. Lên 100 view tặng váy. Đây em tặng luôn áo dây cho hai người này. Tặng luôn áo dây hàng Thái nha. Tặng luôn áo dây hàng Thái cho hai người. Mọi người chia sẻ mạnh lên. Comment nhiệt tình để em chốt nè. Comment số điện thoại nhiệt tình để em chốt nha. Comment số điện thoại nhiệt tình để em chốt. Mọi người comment dày lên. Mọi người comment dày lên để em chốt. Em sẽ tặng luôn hai áo dây hàng Thái nha. Hai áo dây da da hàng Thái cho các chị này. Hai áo dây da da hàng Thái cho các chị. Mọi người comment nhiệt tình lên. Comment nhiệt tình lên, chia sẻ nhiệt tình lên để em chốt nè. Chị nào chưa comment thì comment số điện thoại đi. Comment đố số điện thoại cho em nào. Comment đã chia sẻ kèm số điện thoại. Đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em. Tặng này các chị này, comment nhiệt tình lên nào. Mọi người comment ít quá, mọi người comment nhiệt tình luôn. Comment nhiệt tình lên nào, comment nhiệt tình lên. Chốt này các chị này.
chốt này, comment nhiệt tình lên để em bắt đầu chốt nha. Bắt đầu chốt này, chị nào đây? Chị nào may mắn nhận được quà đây? Rồi ok, chị Bi Trang này, chị Bi Trang nhận được một áo dây nha. Một áo dây cho chị Bi Trang. Nào chị nào tiếp tục nào, chốt tiếp tục một chị nữa nha. Chốt tiếp tục một áo dây hàng Thái nữa cho một chị nữa này. Đây, chị Bi Trang này, chị Bi Trang đã chia sẻ chưa? Em sẽ kiểm tra chị Bi Trang nhá. Em sẽ kiểm tra chị Bi Trang xem chị Bi Trang đã chia sẻ chưa. Em chốt tiếp tục một áo dây hàng Thái ạ. Chốt tiếp tục một áo dây hàng Thái nào các chị nào. Rồi ok, chị Bi Trang đã chia sẻ rồi này. Chị Bi Trang đã chia sẻ rất là nhiều rồi nha mọi người nha. Chị Bi Trang đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Đây, chị Bi Trang đã chia sẻ nhiệt tình rồi. Nào, chốt tiếp tục một áo dây hàng Thái cho chị nào chia sẻ. Nào, nào các chị ơi, lên 50 view nào, chốt tiếp tục một áo dây hàng Thái. Các chị comment nhiệt tình lên. Comment nhiệt tình lên nào. Comment nhiệt tình luôn, comment nhiệt tình đã chia sẻ nào, mọi người chia sẻ nhiệt tình luôn. Em chốt tiếp tục nào, lên 50 view đi các chị, 44 view rồi. 44 view thôi, mọi người chia sẻ nhiệt tình luôn. Chia sẻ nhiệt tình, comment nhiệt tình lên. Tụt rồi, chị Bi Trang nhé, em tặng cho chị Bi Trang một áo dây hàng Thái rồi nhá. Tặng tiếp cho chị nào ạ, tặng tiếp cho chị nào lên 50 view nào. Tặng tiếp cho một người nữa nào, tặng tiếp cho những ai chia sẻ nhiệt tình nào. Cho những ai chia sẻ nhiệt tình nào, mọi người 43 rồi, mọi người chia sẻ lên 50 view đi. Tại sao mọi người không chia sẻ lên 50 view cho em nào. Lên 50 view đi các chị ơi, tặng tiếp luôn nha. Tặng tiếp luôn này các chị này, tặng tiếp luôn. Lên 50 view nha mọi người nha. Em vừa bán hàng nha, lên 50 view tặng tiếp một áo dây hàng Thái. Chị Tiến Trần, đây con chụp màn hình đây. Nào, mọi người chia sẻ lên 50 view tặng tiếp một áo dây hàng Thái nha. Hàng Thái đẹp luôn, hàng Zara đẹp luôn này các chị yêu này. Hàng Zara đẹp luôn nha. Đây, hàng Thái Zara đẹp luôn tặng cho các chị. Nhưng mà mọi người phải lên 50 view cho em, lên 50 view cho em. Lên 50 view cho em nha. Ai chưa chia sẻ thì chia sẻ đi nào. Chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ nhanh luôn. Chia sẻ nhiệt tình luôn cho em. Chia sẻ nhiệt tình, chia sẻ thật nhiều cho em. Nào. Nào các bạn cố lên, mọi người cố lên. Nào lên bây giờ đã là gần 50 view rồi các chị yêu này. Gần 50 view rồi. Mọi người cố gắng chia sẻ đi. Những người nào vào sau chưa chia sẻ em sẽ chốt tiếp tục luôn. Lên 100 view là tặng luôn váy, tặng rất là nhiều váy luôn. Tặng rất là nhiều váy cho các chị nha. Hôm nay kể cả mọi người chia sẻ rồi em sẽ bán giá thật là rẻ luôn cho mọi người nhá. Mọi người chia sẻ rồi em sẽ bán giá thật là rẻ luôn cho các chị nào. 41 người rồi. Lên 50 người, mọi người lên 50 người đi. Lên 50 người để tặng đi nào. Lên 50 người để tặng luôn. Lên 50 người tặng luôn nha các chị nhá. Em nói là em làm luôn, tặng luôn hai áo dây. Chị Bi Trang nhận được áo dây rồi này. Áo dây hàng Thái, hàng Zara rất là đẹp luôn. Đây, tặng áo dây hàng Thái, hàng Zara rất là đẹp luôn cho các chị luôn nhá. Em đã tặng một chiếc cho chị Bi Trang. Có chị nào muốn tặng thì comment nhiệt tình, chia sẻ nhiệt tình. Comment nhiệt tình rồi, ok, 51 người rồi đúng không? 51 người rồi này. 51 người rồi, ai cũng có thể nhận được phần quà của shop luôn này. Nào nào mọi người chia sẻ nhiệt tình nào. Ai chưa chia sẻ comment, comment chia sẻ nhiệt tình đi. Chị phải giữ ở mức 50 view nhá. Mọi người cứ tụt xuống, bây giờ tụt xuống 48 view rồi. Mọi người phải giữ mức 50 view cho em này. 50 view cho em, tặng nhiệt tình luôn. Tặng nhiệt tình luôn nào, comment nhiệt tình lên. Comment nhiệt tình lên nào. Chị nào sẽ là người nhận được phần quà nào. Chị nào sẽ là người nhận được phần quà của shop. Có chị nào muốn tặng không nào? Có chị nào muốn tặng comment nhiệt tình vào đây. Comment nhiệt tình vào đây. Em chốt bất kỳ luôn nha. Em chốt bất kỳ luôn này. Em chốt bất kỳ luôn này. Chị nào đây? Chị nào đây? Chị Hà Linh Đoàn đúng không? Nào em sẽ kiểm tra nha. Em sẽ kiểm tra nếu mà chị Hà Linh Đoàn chưa chia sẻ live stream thì em sẽ chốt cho người khác. Em sẽ kiểm tra chị Hà Linh Đoàn nào. Đâu nhỉ, nick của chị Hà Linh Đoàn đâu, em chưa nhìn thấy nick của chị Hà Linh Đoàn. Hà Linh Đoàn chưa chia sẻ thì em sẽ nhường phần quà cho người khác nha. Nhớ là phải chia sẻ công khai cho em, chia sẻ công khai nha các chị nha, chia sẻ công khai cho em. Xong nhìn thấy nick của chị này nhỉ, ở đây nào, em sẽ kiểm tra chị Hà Linh Đoàn nào.
một lượt chia sẻ, hai lượt, ba lượt, bốn lượt rồi, năm lượt chia sẻ rồi. Ok, mọi người, chị nào đã chia sẻ rồi inbox cho shop để nhận quà nhé mọi người nha. Các chị có thể mua thêm sản phẩm của shop nha. Các chị có thể mua thêm sản phẩm của shop để em ship luôn nha mọi người nha. Chia sẻ, vẫn chia sẻ nhiệt tình, lên 100 view tặng váy. Lên 100 view là tặng váy luôn. Các chị chia sẻ nhiệt tình rồi, em sẽ bán giá, bán giá gọi là không ưu đãi luôn. Không ưu đãi luôn nha các chị nha, bán giá, à bán giá không lợi nhuận luôn. Không lợi nhuận cái váy này luôn nha các tình yêu nhá. 89k, chị nào lấy B89k comment B89k kèm số điện thoại cho em. Mã này các chị từ 40 cân đến 55 cân mặc vừa này. Từ 40 cân đến 55 cân mặc vừa, chị nào lấy B comment B89k cho em. B89k kèm số điện thoại này. B89k kèm số điện thoại cho em nhá. B89k kèm số điện thoại, mọi người chia sẻ lên 100 view tặng váy B này nhá. B89 rồi, ok. Chị Đinh Huyền.B này. Chốt cho chị Đinh Huyền.B 89k này. Chị Tiến Trần 1.B89k này. Nào, B89k kèm số điện thoại nào. B89k kèm số điện thoại. Mọi người chia sẻ lên 100 view em sẽ tặng váy B nhá. Rồi, ok. Chị Đinh Huyền.B rồi này. Váy xuống em có tí em bán, chị Tiến Trần.B rồi này. Bán là không có lãi luôn nha các chị nha. Bán không lãi luôn, từ 40 cân đến 55 cân. Mấy trăm lượt mà không lên được nên bán chị. Đấy. Nào chị nào lấy B89K comment B89K kèm số điện thoại cho em. Hôm nay mọi người chia sẻ rất là nhiều váy này. Chị là đúng trị giá của nó là ít nhất là từ em 150 trở lên. Để cho mọi người. Váy này là 150 nhưng mà hôm nay là rất là đẹp này các chị yêu này. Đây, hàng rất là đẹp luôn rồi đấy. Nên là em sẽ bán rất là rẻ cho mọi người. Chân váy đang mặc bao nhiêu? Em đang mặc là quần váy này các chị yêu này. Quần váy 120.000 thôi. Quần váy 120k có hai màu nhá. Quần váy 120k, hàng quần châu bao đẹp luôn. Quần bi này còn nhiều lắm. Đây này. Đây, quần váy như em đang mặc hàng Quảng Châu rất là đẹp luôn, 120k. Size M và size L nhá, hàng Quảng Châu bao đẹp luôn này. Đấy, quần giảm váy nhá, chất rất là mềm mại nhá tình yêu nhá. Có hai màu là trắng và đen, 120k một quần váy. Chị Ly Hải Nguyễn có lấy váy không ạ? Chị Ly Hải Nguyễn có lấy váy không thì comment nhá. Ai hôm nay chia sẻ chưa nhận được quà thì tối nay nhá. Tối nay mọi người tiếp tục vào chơi mini game nhá. Chị Tiến Trần một váy đi rồi này. Nào, những ai mà trưa nay chưa nhận được quà thì tối tiếp tục vào chơi mini game. Mọi người nhá, các chị nhá, mọi người chia sẻ lên 100 view em sẽ tặng váy. Lên 100 view tặng váy luôn. Quần Shopee như em đang mặc này các chị này. Quần Shopee này xếp ly rất là đẹp luôn. Đây, xếp ly cực kỳ là đẹp, hàng Quảng Châu hai size. Cái đầm bông vàng bao nhiêu vậy shop? Đầm bông vàng. Đây, như cái mã váy này bán là 150k. Chia sẻ còn 120 này. 150k hôm nay mọi người chia sẻ còn 120 nhá, hàng lụa nhá. Hàng lụa chất rất là đẹp, khuy gỗ này. Khuy gỗ nhá chị nhá, hàng da da rất là đẹp luôn. Đấy, ai lấy váy hoa này comment hoa này. Hoa xanh hoa vàng cho em. Hoa xanh hoa vàng. Áo em đang mặc 56 cân, 56 cân vừa nhưng mà nếu mà cao thì mặc đẹp nha chị nhá. Vừa mẹ ơi đây thôi. Vừa thì vừa nhưng mà không được đẹp chị ơi. 56 cân thì chị chọn mặc hai. Chia chốt game mà game trước thì lượt sau ai chia sẻ nữa em. Nghĩa là như nào hả chị? Em mà tăng game lên thì em chốt như thế. Nếu các chị chưa chốt game mà em game trước. Ơ à, em game cùng lúc với tặng mà chị. Em game cùng lúc với tặng mà. Em game xong rồi em mới tặng em game. Em game xong mới tặng mà chị. Váy mở cúc được không? Váy này mở cúc được nha các chị nha. Váy này mở cúc được. Váy này váy khuy gỗ. Bên tay phải em không phải là váy mà là zoom chị ơi. Chị Hương Ruby lấy váy hay như nào ạ? Em chơi quá công bằng luôn. Em chơi quá công bằng luôn. Em chơi quá công bằng luôn. Các chị đang xem live của em có thấy em chơi công bằng không ạ? Rồi ok. Chị Huyền kiểu váy hoa đấy nhưng có một màu thui. Có không ly. Mặc hoa này chẳng xinh hơn là chị. Nếu mà chị Huyền lấy hoa như em đang cầm comment là hoa xanh cho em các chị Huyền nhá.
hoa xanh này, khuy gỗ rất là đẹp, các chị có thể mặc suông. Mã này mọi người có thể mặc suông nhá, hoặc là các chị có thể buộc dây này, buộc dây eo rất là xinh luôn. Hàng da da nhá, khuy gỗ này, khuy gỗ rất là đẹp luôn. Chị nào lấy đi comment váy xanh cho em này. Comment là váy xanh cho em này, váy xanh kèm số điện thoại cho em. Váy xanh nha. Đấy, áo em mặc là 80k. Mở được cúc nhá. Đây, mở cúc thoải mái này chị này, mở cúc thoải mái luôn. Đấy, mở cúc thoải mái luôn. Quần xếp ly em có này. Áo em đang mặc thì chỉ còn trắng thôi nhá các chị nhá, 80k. Áo em đang mặc ai lấy đi comment phông trắng cho em. Nếu mà chị Huyền lấy váy này thì comment váy xanh. Kim trước 2 lần. Thì các chị em nhá. Nghĩa là em sẽ trượt, em sẽ trượt thật nhanh, em sẽ ghim bất kỳ nhá các chị nhá. Rồi ok, chốt váy dây vàng cho chị Đinh Trang này. Váy này là 120k, khuy gỗ rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi ok, chị Thi Ốc một váy vàng này. Chị Thi Ốc một váy vàng này. Đẹp lắm, chất này bác. Chốt cho chị Thi Ốc một váy vàng nhá. Hoa vàng em nhé, chị lấy váy vàng em nhé. Màu vàng em hết rồi. Đây có vàng kia. Em có vàng này. Em có vàng nhạt hơn này chị Huyền này. Chị Thi Ốc một váy vàng, chị Đi Trang một váy vàng. Chị Huyền ơi, vàng thì em còn hoa này này. Đây, màu hoa này rất là nhã luôn. Đây, rất là nhã nhặn đẹp luôn này. Đây là lá vàng nha, nếu mà chị Huyền lấy thì comment lá vàng cho em. Váy này mở cúc thoải mái luôn, khuy gỗ nhá. Hàng nhà em là hàng da da đẹp. Các chị mua ở đâu cũng trên 150k. Nhưng hôm nay mọi người chia sẻ rất là nhiệt tình rồi. Em sẽ bán ưu đãi cho các chị là 120. Đây, nếu mà chị Huyền lấy thì comment lá vàng cho em. Lá vàng cho em nhá. Mã này các chị từ 40 cân đến 56, 57 cân mặc vừa. Từ 40 cân đến 56, 57 cân mặc vừa, mặc suông ok. Mặc suông ok mà các chị buộc dây eo ok luôn, rất là đẹp luôn nha. Váy này rất là đẹp luôn. Em còn màu xanh này, màu vàng này. Màu xanh này, màu vàng nhá. Màu vàng, đây bị treo màu vàng cho con. Màu xanh đậm nhá, có cái màu xanh đậm này đẹp lắm này. Rồi ok, chốt cho chị Huyền vàng lá. Chốt vàng lá cho chị Huyền Nguyễn. Nguyễn Huyền, đây. Có cái bầu lá xanh đậm này. Lá xanh đậm này rất là đẹp này các chị này. Chỉ 120 thôi, rất là rẻ luôn. Mà chất của nó đẹp lắm nha các chị nha. Hàng da da xịn luôn, mà hàng lụa nha. Hàng lụa nha mọi người nhá. Chị Trúc lụa lấy gì ạ? Đây, ai lấy thì comment là xanh đậm này. Xanh đậm này. Chị Thi Ốc có váy vàng rồi. Đây, xanh đậm này đẹp cực kỳ luôn. Xanh đậm đẹp cực kỳ luôn. 65 cân cao mét 7 vừa không chị? Áo 49k vừa nhá, áo 49k vừa đẹp luôn. 65 cân mét 7 chắc là vừa đấy nhỉ? Hả? 65 cân mét 7 có vừa không? 65 cân mét 7 thì... 65 cân vừa là mét 7 thôi. Mét 7 chị cao nhỉ? Cao thì chắc nhỉ? Đây, màu đậm đây chị Huyền Trần này. Màu đậm rất là đẹp luôn này. Đấy, màu đậm rất là đẹp luôn, các chị có thể thắt eo nhá, thắt eo luôn. Thắt eo luôn, ai thích mặc suông thì mặc suông. Ai thích thắt eo thì thắt eo, cái này mặc xinh lắm. Xinh cực kỳ luôn, em sale là 120 nhá. Rồi ok, chị cả xanh đậm này, có cả hồng này. Ai lấy hồng comment hồng này. Chốt xanh đậm cho chị cả này. 120 nhá mọi người nhá, quá rẻ luôn. Chốt cho chị cả xanh đậm này. Nào các chị nào, xanh nhạt này. Xanh nhạt nhá mọi người nhá. Đây, màu trắng này. Đây em sẽ buộc dây lại cho mọi người xem. Rất là đẹp luôn. Đấy, đây có thêm một màu này nữa mà màu... Đây nhá mọi người nhá. Thêm một màu này màu trắng này rất là đẹp này. Cái áo phông trắng 56 kia mặc vừa thì để chị lấy cho. Cơ quan chị cao 1m62 nặng 56 cân. Tí nó có một mã nó còn giống. 1m62 cao mà. 56 cân ý, mà 1m6 mấy như cô Trang ý mẹ. Đây các chị này, có một cái mã này này. Đây nha, có một cái màu này rất là đẹp này. Ai lấy thì comment lá này, lá xanh cho em này. Lá xanh nha, đây là lá xanh nhá. Cái nãy mặc áo phông ở trong được không? Cái nãy là cái nào à chị? Đây nha các chị nha, đây là lá xanh này. Ai lấy thì comment lá xanh cho em, màu này rất là mát luôn. Màu này cực mát luôn nha các chị nha, mặc đi biển đi chơi ok. Với cả áo phông trắng và váy bi đen nhé.
áo phông trắng, áo phông trắng như em đang mặc à chị cả? Đây bi đen đây nha, váy bi đen đây. Nếu mà chị cả lấy váy bi đen thì comment bi đen 89k và áo phông như em đang mặc nhá, phông như em đang mặc luôn đấy. Cái phông như em đang mặc, cái em đang cầm ý mặc áo bên trong cũng được, mặc phông trắng bên trong cũng được nhá chị nha. Đây mặc phông trắng bên trong cũng được đấy, mặc bờ ra cũng được, rất là đẹp luôn. Chị mặc dây thôi. Rồi ok chị Tiến Trần không lấy váy chấm bi nữa, chị có thể đổi sang mã khác nhé. Rồi ok chị Huyền. Chị Huyền Trần xanh đậm rồi à, em chốt xanh đậm cho chị Huyền Trần rồi. À đâu? Đâu nhở, xanh đậm không phải chị Huyền Trần, chị cả đúng không? Chị Huyền Trần ơi, xanh đậm là chị cả lấy rồi. Cho chị cái em cầm nha. Chị Nguyễn Liên lấy cái nào comment cho em nhá. Chị cả lấy váy quần cơ. Rồi ok chị cả bao nhiêu cân? Chị cả lấy set em đang mặc đúng không? Chị bao nhiêu cân để em chọn size quần? Chị bao nhiêu cân để em chọn size quần nào? Chị Nguyễn Hiền lấy váy nào ạ? Chị Hiền Trần ơi, em còn cái màu này này, em còn cái màu lá xanh này, màu lá trắng này, lá trắng này. Đây là váy em đang cầm tay này, màu hồng này các chị này. Giá là 150k, hôm nay mọi người chia sẻ nhiệt tình, em sẽ bán giá 120. Chị Huyền Trần lấy danh đậm cho số điện thoại đi. Chị Huyền Trần ấy. Nào, màu hồng này các chị yêu này, em còn màu hồng này. Đi bảo chị Huyền Trần, chị bảo lấy danh đậm cho số điện thoại. Hết rồi. Cả quần cả áo, chị lấy cả váy mà. Nào, chị nào lấy nào, áo phông em đang mặc chất đẹp không? Chất quá đẹp luôn nhá. Đây, 47kg rồi, ok, thì chốt quần size M cho chị. 47kg thì chốt cho chị cả một quần size M và một áo như em đang mặc nhá. Một quần size M và một áo như em đang mặc. Rồi, ok, chốt cho chị cả này, một set này, quá đẹp luôn nhá. Đây, em sẽ chuyển qua cái mã áo này. Mã áo này rất là đẹp luôn này. Đây, áo ren trắng này nha. Áo ren trắng này mặc với quần sóc này cũng quá xinh luôn này. Quá xinh luôn nha các chị nhá. Áo này thì em có màu trắng này, màu be và màu hồng. Chị Nguyễn Liên ơi, chị lấy gì thì comment lại cho em với ạ. Váy này ai lấy thì comment cho em nha. Váy khuy gỗ còn 3 màu này. Quần em mặc có size bao nhiêu mặc vừa? Quần em mặc thì có size M với size L. Size M dành cho các chị dưới 50 cân và size L dành cho các chị tầm khoảng 52 cân, 52 cân quay đầu này. Đây váy em mặc còn màu hồng này. À váy khuy gỗ còn màu hồng này, lá xanh đậm này và lá trắng nha. Ai lấy màu nào comment. Màu nào cũng đẹp luôn. Quần vừa mặc bao nhiêu tiền? Quần vừa mặc là 120k nhá. Quần váy, quần váy chất của nó hàng Quảng Châu đẹp lắm, mềm cực đẹp luôn. Có màu trắng, chấm bi trắng và chấm bi đen. Quần em mặc có bi trắng và bi đen nhá mọi người nhá. Quần váy này, chất lụa rất là đẹp luôn. Đây, rất là xinh luôn nha. Các chị có thể mua cả set luôn này. Mua cả set bi trắng cùng với áo ren này. Quá đẹp luôn đúng không? Quần là 120, áo như em đang mặc là 90k này, áo ren nha. Thắt nơ rất là xinh luôn. Đấy. Nơ quá xinh luôn này các chị yêu này. Áo là 90, quần là 120 nhá. Ai mua cả set là 200 nha. Đây, quá xinh luôn. Có ai lấy thì comment cho em nha. Comment cho em để em chọn size. Áo thì lấy, ai lấy áo thì comment áo nhá. Áo thì có màu trắng này, màu hồng này. Màu trắng, màu hồng với lại màu be đây. Màu trắng, màu hồng với màu be. Đây áo rất là đẹp luôn. Áo ren nhá mọi người nhá. Áo này các chị tầm khoảng 53 cân quay đầu mặc ok. Từ 40 cân đến 52, 53 cân. Đây các chị có thể nhìn áo ren, chất ren rất là đẹp luôn. Đây, có cả màu be này các chị này. Màu be quá xinh luôn này. Đấy,
Màu be quá xinh luôn nhá. Eo chị 86 có vừa cái quần đó không? Eo 86 thì không vừa đâu chị ạ. Quần này chắc chỉ tầm khoảng eo 65 quay đầu thôi. Đây nha, áo nha, áo rất xinh nha, áo rất xinh luôn. Ai lẻ áo comment cho em. 90k một áo nhá chị nhá, 90k một áo. Màu be, màu hồng với lại màu trắng. Áo em có màu be, màu hồng, màu trắng. Ai lấy áo màu gì thì comment màu đấy cho em. Nào các chị ơi, em sẽ qua mẫu nha. Em qua mẫu nha, ai lấy quần bi thì comment quần bi cho em nha. Set chị đang mặc bao nhiêu tiền? Set em mặc 200k. 200k à. Cả áo 90 quần áo 201 ạ. Chốt áo trắng này cho chị. Xả áo 55k nhé. Rồi ok, chốt áo trắng này cho chị Thanh Hoàng. Rồi ok, em chốt áo trắng đen này cho chị nhá. Cho mình một áo màu hồng. Chị Trái Tim Mùa Thu cho em xin số điện thoại. Chị Trái Tim Mùa Thu lấy ren hồng cho em xin số điện thoại này. Ren hồng quá đẹp này. Cho em xin số điện thoại. Có số 65 cân không để cô, để cho cô một váy màu xanh nhé. 65 cân. 65 cân cao 1m7 à? 65 cân cao 1m7 phải không chị? Hay là cao bao nhiêu ạ? Cho thêm một váy hồng và đổi cho chị cái váy vàng lúc trước chị lấy màu xanh đi. Rồi ok. Đây nha. Đây em chốt một hồng một xanh này cho chị nhá. Đây em cho chị một hồng một xanh này nha chị Huyền nha. Một hồng một xanh này nhá. Chốt một hồng một xanh này, em bỏ cái vàng ra cho chị. Xanh này rất là đẹp luôn. Xanh quá đẹp luôn. Áo 90k đúng rồi bạn Trái Tim Mùa Thu ơi, đúng rồi nhá. Cho mình xin số điện thoại nhá. Bao nhiêu tiền em? Chị Thuần hỏi gì á? Chị Thuần hỏi gì? Áo là 90k nhá chị Thuần nhá. Váy này các chị mặc đi biển đi chơi thì thôi hết ý luôn. Quá đẹp luôn rồi. Ok, chốt cho Trái Tim Mùa Thu một áo hồng này. Em vẫn còn màu be nhá. Em vẫn còn màu be và màu trắng. Còn màu be với màu trắng này, ai lấy màu be thì chốt be cho em. Chốt be và chốt trắng nha. Cả set nha em đang mặc là 201. Quần là 120, áo 90 nhá, rất là đẹp luôn. Quần các chị có thể là mặc quần bi trắng này. Bi trắng này phối với ren trắng nhá, hết ý luôn. Đây này mẹ này, quá đẹp luôn đi. Cả set trắng đẹp luôn đi. Không đâu đây này. Đấy. Ai lấy quần bi trắng thì comment quần bi trắng cho em. Ủa, người ta còn mặc cả set trắng suốt này. Áo em đang mặc, áo em đang mặc là 90k chị Thuần ơi. Cao 1m70. Cao 1m70, 65 cân chắc vừa ấy nhỉ. Cao 1m70, 65 cân là vừa đấy. Chị gọn là vừa. Nên váy này rộng lắm. Cao 1m70, 65 cân thì em nghĩ là vừa đấy. Đây. Cao 1m70, 65 cân vừa đấy. Chắc là vừa thôi, tại vì chị cao mà. Vừa, vừa. Mẹ 60 cân mà cao 1m70. Quần bi 54 cân vừa nhé chị Phương Thúy nhé. Quần bi 54 cân vừa này, em mặc em mặc rộng thoải mái này, cho địa chỉ số điện thoại bên trên rồi. Áo đi làm có nha, áo đi làm kiểu đẹp trẻ có. Rồi em đổi mẫu nha mọi người nha, em đổi mẫu này, ai lấy áo nên đang mặc vẫn tiếp tục comment. Trái Tim Mùa Thu là lấy cái áo hồng à? Chuyển qua mã khác. Con mặc luôn zoom đùi đi theo rẻ cho các chị. Tốt cái zoom này đấy. Zoom này còn đen không nhỉ? Đen là còn đen.
vàng với hoa thì rồi ok, cho chị Thuần một ren trắng, chị Thuần có đơn rồi. Tuần hôm qua có một shop bò size L. Shop màu qua con mặt đây. Nào, các chị nào tiếp tục nào. Tiếp tục một mã zoom nha. Zoom siêu đẹp đấy các chị này. Zoom này thì em có hoa với lại bi nhá. Hoa với lại bi vàng đấy các chị này. Zoom hoa và bi vàng. Giá của nó là 150k một zoom nha. 150k một zoom các chị tầm khoảng 52 53 cân quay đầu nha. 52 53 cân quay đầu vừa đẹp này. Chị nào lấy bi vàng thì comment bi vàng. Dồn đơn hôm nọ mình không có nhiều thời gian nên xin cho mình xem mấy mẫu áo đi làm để mình lấy cùng áo vừa rồi không. Mấy mẫu áo đi làm sơ mi, chị thích sơ mi không? Sơ mi đây em sẽ treo một số sơ mi cho chị xem. Đây nha, zoom nha các chị nha, zoom này, zoom hoa và zoom bi. Chị nào lấy zoom thì comment. Zoom thì từ 45 cân đến khoảng 52 53 cân mặt đẹp này các chị yêu này. Đấy. Từ 45 cân đến 52 53 cân mặt đẹp nhá. Zoom thì em có bi vàng với lại hoa. Ai lấy màu nào comment màu cho em. 150k dành cho các chị chia sẻ like. Đây, zoom rất là đẹp luôn. Chất lụa nha, chất con lụa này. Hàng đẹp lắm này. Hàng đẹp cực kỳ luôn. Ai lấy zoom comment zoom. Kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Chị vừa nhé, chị Trang nhé, chị vừa nhé. Trang có 47 cân thôi đúng không? Zoom này thì các chị tầm khoảng 45 cân đổ lên đến khoảng 52 cân. 52, 53 cân là mặc đẹp. Đấy. Chị nào lấy thì comment zoom cho em. Chỉ có giá là 150k một zoom thôi. Em còn bi vàng với lại hoa nhá. Ai lấy màu nào comment màu. Bi vàng với lại hoa. Ai lấy màu nào thì comment cho em. Còn nhá chị ơi, còn bầu giấy em còn chị Trang ơi. Đây nhá, áo đi làm này, chị Trái Tim Mùa Thu này. Đây, Trái Tim Mùa Thu đây, áo đi làm này, sơ mi kẻ này, sơ mi bi này. Rất là xinh luôn. Sơ mi kẻ, sơ mi bi nhá. Đây, sơ mi sao này. Ôi, sơ mi trắng. Cao 1m50. Cao 1m50 mặc vừa nhá chị Quyên Bảo nhá. 1m50 cũng mặc được zoom nhá. Các chị tầm khoảng 1m6 trở xuống là mặc xinh. Mét 6 trở xuống nha, zoom dành cho chị mét 6 trở xuống. Có một cái sơ mi trắng nhá mẹ. Sơ mi trắng là crop top ấy, đấy. Đây nha, sơ mi sao này, sơ mi bi này. Đấy, và sơ mi hoa. Nhà em ở ngã 324 nha, chị có thể qua xem nha. Ta cho chị xem rồi để chị chốt đơn vì chị mua hộ nên người ta đang cần. Không. Đây có sơ mi trắng này chị này. Sơ mi trắng này, hàng top shop này, hàng xịn luôn. 49 cân. 49 cân 1m50 mặc được zoom nhé chị ơi, mặc được luôn nha. 49 cân 1m50 mặc zoom đẹp nha các chị, cao dưới 1m6 là mặc đẹp. Đây sơ mi trắng đây, hàng top shop đây, đẹp đây. Đấy. Sơ mi tùy mẫu nhá các chị nhá, sơ mi tùy mẫu. Bi thì là 120, còn sao thì là 70k, 60k. Còn sơ mi trắng này là hàng 120. Đấy. Rất là đẹp luôn, sơ mi này đóng thùng nha, mặc với baggy nha, quá xinh luôn. Kiểu đẹp lắm. Chị Giang đợi một tí em ra còn bò thôi. Sơ mi này toàn mã trẻ trung mà đơn giản chị. Nào zoom nào, có chị nào lấy zoom comment zoom để em qua mẫu zoom này. Chị trẻ thì cũng các mã bệt vai này. Nhà em là nhà Quyên Công nhá, chị có thể hỏi nhà Quyên Công nhá chị nhá. Quyên Công bán hàng quần áo bao nhiêu năm đấy chị, 24 này. Đấy, sơ
đây hoa, sơ mi chấm đây bi. Hoặc là sơ mi hoa. Chị không thích hoa chấm bi đâu, chị bảo thế. Đây, nếu mà ai lấy zoom thì comment zoom cho em để em qua mẫu này. Zoom nha. Bi với lại là hoa, ai lấy bi thì comment zoom bi. Ai lấy zoom hoa thì comment zoom hoa kèm số điện thoại cho em. 150k. Đây. 150k một zoom. Kiểu vai này đơn giản mà vẫn đi làm được, chắc là chị giáo viên nên là chị không mặc. Đây, hoặc là sơ mi trắng này, chị này sơ mi trắng mỡ này mà đơn giản này. Ai có thể mặc được áo không nên là không cổ thả thái nó cổ đây này. Chắc hỏi sơ mi em ấy rồi không nhỉ. Đây nha, hoặc là có thể mặc sơ mi trắng này nha, mã này đơn giản này. Mã này dễ mặc này, mã này 70k nhá. Mã này ai có thể mặc được. Đấy. Đấy. Đấy đâu phải tụt đâu rồi. Mẹ lúc mẹ dỡ lại phải để ý ở chú của nó. Mà chị ấy 65 cân thì cần gì dây. Đây, phấn chuông đây. Theo nốt cho các chị sẽ đi phấn chuông này. Đây, váy xuông đây nha. Hãy treo này móc không? Đi qua mẫu nha, đi qua mẫu khác nha. Đây nha, em còn một chiếc váy màu nâu tây này. Bò ngố em còn nhé chị Phương Vũ nhé. Bò ngố em vẫn còn. Đây còn một chiếc váy nâu tây này. Quá xinh luôn này các chị này. Váy nâu tây xinh luôn nhá. Sale nha mọi người nha. Sale này. Sale là 150k này. Gen này. Phần trước ngực là gen nhá. Phối rất là đẹp nâu tây thì các chị mặc này. Rất là tôn da. Đấy, mặc rất là tôn da luôn. Ai lấy váy nâu tây thì comment cho em. Nâu tây kèm số điện thoại nhá. Cái này thì gầy béo mặc ok hết này. Má này các chị bao 60 cân quay đầu. Rộng thoải mái. 65 cân không mặc được. 65 cân này. Rộng thoải mái luôn. Đấy. Váy hai lớp nhá chị nhỉ. Váy hai lớp này. Ai lấy thì comment nâu tây cho em. Nâu tây kèm số điện thoại cho em. Baggy em có nhá. Váy này là 150k. Các chị tổng khoảng từ 45 cân đến 60 cân mặc được. Chị nào lấy nâu tây comment 150k nhá mọi người nhá. 150k này. 50 cân 1m58. Rồi tí nữa em sẽ like quần ngố bò cho mọi người xem. Nhiều mẫu quá ấy, thì em cứ like từ từ cho các chị xem thoải mái nhá. Chị Mai Lan lấy nâu tây thì cho em xin số điện thoại. Comment nâu tây kèm số điện thoại để em chốt ạ. Nâu tây kèm số điện thoại rồi ok, chốt nâu tây cho chị Mai Lan này. Quá đẹp luôn, nâu tây quá đẹp luôn nhá. Chị
Chị muốn mua baggy đen hay là baggy gì ạ? Đây là các chị nào tiếp một mã váy đây. Tiếp một mã váy rất là xinh này, váy suông nhá. 89k, chị nào lấy comment hoa này. Hoa kèm số điện thoại cho em. 89k nhá mọi người nhá. 89k comment hoa kèm số điện thoại cho em nhá. Váy này các chị 55 cân quay đầu. Các chị cao dưới 1m6 là mặc đẹp nhá. Cao dưới 1m6 mặc đẹp này. Cái lá thư vàng này ai lấy đâu này? Chị lấy màu hồng với màu xanh cơ mà. Đích về là mình lấy một cái đấy. Màu mẹ. Không phải chị lấy cái đấy đâu. Nào có chị nào lấy hoa này không nào? Cho chị xem cái áo để em trên ghế đi. Đây hoa này. Hoa đây nha, hoa này là 60k này các chị này. Hoa này là 60k nhá. Áo hoa này là 60k. Chị nào lấy hoa 60k này thì comment hoa 60k kèm số điện thoại cho em. Hoa 60k kèm số điện thoại cho em nhá. Váy hoa như em đang mặc là 99k này. Comment ai lấy thì comment váy hoa 99k kèm số điện thoại. Váy hoa. Sao mẹ chốt cho chị nâu tây này đi, chị may gì đấy. Đây này. Ừ. Không tìm số. Đây con đọc số cho. Mai là 0975. Ừ. 0975. 359 227. Nào ai lấy áo hoa thì comment hoa, áo hoa kèm số điện thoại 60k này. Áo hoa kèm số điện thoại cho em nhá, 60k nhá mọi người nhá. 60k áo hoa này rất là xinh luôn. Áo hoa này 55 cân quay đầu. Có chị nào chốt váy này không ạ? Chị nào chốt váy hoa này comment váy hoa này. Váy hoa kèm số điện thoại cho em này. Váy hoa 89k nhá. Em ơi, em đây chị Mai Trương ơi, chị Mai Trương muốn hỏi gì ạ? Áo hoa còn duy nhất một chiếc nha. Áo hoa chỉ 55 cân thôi. Quyên bảo lấy áo hoa thì cho mình xin số điện thoại nha. Áo hoa này cho các bạn từ 55 cây kg đổ lại nha. Có 60 cân không vừa đâu ạ. 60 cân thì chỉ có mặc váy, cái váy suông đi mặc là vừa nhá. Áo hoa để em có một màu nhá các chị nhá. Nào các chị nào tiếp đến zoom này các chị nào. Tiếp đến zoom cực xinh này. Tiếp zoom cực xinh nha. Zoom này có túi này. Đấy. Zoom có túi luôn. Cái này các chị mặc bệt vai cũng được, không bệt vai cũng được nhá. Zoom đi biển đi chơi đều xinh này. Zoom có 4 màu này. 4 màu nhá chị yêu nhà. Mẹ bảo chị nghe thấy hả? Mẹ bảo chị nghe thấy rồi, không phải bảo nữa. Chị ơi, 60 cân không vừa, con đã bảo cái áo hoa đến 55 cân quay đầu rồi mà. Đây nha, zoom nghe đang mặc có màu đen này. Màu đen nhá chị nhá. Màu xanh rêu này. Màu xanh rêu này. Màu đỏ này. Và màu vàng nghe đang mặc. Zoom này là 120k một zoom nhá. Các chị 50 cân. Hôm nay sale là 100. Hôm nay sale là 100k. Các chị từ 40 cân đến 55 cân quay đầu này. Từ 40 cân đến 55 cân quay đầu nhá. Zoom rất là đẹp luôn. Các chị mà không bệt vai cũng được. Tùy các chị nhá. Từ 40 đến 55 cân mà thoải mái. Đấy. Từ 40 đến 55 cân mà thoải mái. Màu đỏ này. Màu xanh rêu này. Màu đen và màu vàng. Ai lấy màu nào thì comment màu đấy cho em. Màu kèm số điện thoại cho em. Lấy màu nào
thì comment màu cái số điện thoại cho em. Cao 1m65 nặng 65 cân. Cao 1m65 cũng nặng 65 cân không vừa, nó không thể vừa. Mặc cái váy chuông lúc đấy thì vừa đấy. Sáu năm cân váy cũng không thể vừa được. Nào có ai lấy zoom không nào? Màu đen nhé, chị nhá, màu đen là chai nail này, hoa đỏ nha, hoa xanh này và hoa vàng nha em mặc nhá. Zoom rất là đẹp luôn. Đây, ai lấy zoom comment zoom. Zoom kèm số điện thoại cho em. Nào, ai lấy zoom không ạ? Để em qua mẫu nè. Qua mẫu nha các chị nhá. Có một cái quần hoa thời trang này, có chị nào mặc thì bán sale cho. 60k. Có một cái quần quần váy này, quần giả váy này, cho các bạn từ 50 cân đổ lại mặc là ok này, rất là đẹp luôn. Này kết hợp với những cái áo crop top ngắn ấy, đẹp lắm luôn này. Các bạn nào mặc thì mình sale cho 60k một quần thôi nhá. Quần này đẹp lắm, quần này giả váy. Hoa của nó chất xịn luôn, chất con lụa xịn luôn. Rất là đẹp luôn. Nhưng các bạn dưới 50 cân thì mặc được, từ 50 cân đổ lại mặc ok nhá. Bạn nào mặc quần này, quần chuông này rất là đẹp luôn đấy. Ai lấy thì comment quần hoa cho mình nhá. Quần này mặc với áo crop top này, mặc với những cái mã phông crop top này, đẹp luôn. Đây thì đi mặc các chị xem. Đây, mặc với những cái mã phông như thế này, phông đen như thế này, đẹp cực kỳ luôn. Ai lấy thì comment là quần hoa cho mình. Quần này mặc lên thời trang á, đẹp như maxi luôn. Ống rộng, quần suông, quần váy, quần là váy, chất của nó đẹp lắm. Của nó chất con cát ý, xịn. Bạn nào lấy quần hoa thì comment quần hoa cho mình. Cái áo từ lúc tốt, cái cạp này của nó là cạp cao. Ai nhỏ dưới 50 cân thì mặc đẹp. Đi qua mẫu khác cho các chị nhá. Mày ơi, phải chấm bi đây, các chị nào mà 60-65 cân thì có thể mặc cái mã này này. Các chị nào 60-65 cân có thể mặc cái mã này, rất là xinh này. Mã này siêu xinh luôn nhá. Áo này thì đằng trước và ngắn, đằng sau và dài này, rất là ok luôn. Kiểu rất là thời trang luôn nha các chị nhá. Áo này có mấy màu? 80.000. Áo này là 80k nhá các chị nhá. 80k này, áo này có em có mấy màu cơ. Áo này nó ở đâu nhá mọi người? Thôi em bán màu hồng trước này. Bán màu hồng trước, chị nào lấy hồng comment hồng nha. Áo này rất là đẹp luôn này. Đây, em có rất là nhiều màu, em sẽ bán từng màu trước nha, em bán màu hồng trước này. Áo này là 80k, chị nào lấy hồng comment hồng cho em. Kể cả các chị 60-65 cân cũng mặc ok nha. 60-65 cân mặc ok luôn, tại vì dáng là dáng rộng ấy. Từ 45-46 cân trở lên đến 60-65 cân mặc ok. Cái dáng này rộng thoải mái này các chị này. Đấy mà các chị nha, có bụng giấu bụng luôn. Có bụng giấu bụng nha, ai lấy comment hồng cho em. Đầm xanh bông bao nhiêu cho xem. Đầm xanh bông, đầm xanh bông này là 120 này. Đầm khuy gỗ rất là đẹp luôn. Đầm xanh bông là 120 các chị Mai Trường nhá. Đây, mã này các chị tầm khoảng 57 cân quay đầu mặc ok. Từ 45 đến 57 cân nhá. Đầm xanh này nhá. Ai lấy, nếu mà chị lấy thì comment đầm xanh cho em. Chất lụa, chất lụa nhá, mặc suông cũng ok nhá. Nào có ai lấy áo hồng nghe đang bảo thì comment nào. Comment sơ mi hồng kèm số điện thoại cho em nào. Sơ mi hồng kèm số điện thoại nha các chị nhá. Cái váy đấy không dài đâu, cái váy đấy mặc đến gối thôi.
tình yêu nào chốt sơ mi hồng thì comment sơ mi hồng cho em. Zoom hoa kia, zoom hoa kia có túi không em? Quần không có, xem có túi không? Không có túi đâu chị nhá. Zoom quần không có túi đâu chị ơi. Zoom quần không có túi đâu. Áo hoa này chất von này, rất von lụa này, rất là mát luôn. Đây, ai lấy hoa thì comment là sơ mi hoa hồng cho em này, kèm số điện thoại cho em. Kiểu cực thời trang luôn. Đây, các chị sơ mi là cũng được này. Sơ mi đằng trước và rất là đẹp luôn à. Cực trẻ trung luôn. Ai lấy màu hồng thì comment hồng cho em. Sơ mi hồng kèm số điện thoại cho em nha. Quá xinh luôn nhá. Mẫu này quá xinh luôn. Có ai chốt mã này không? Zoom là chất von lụa nhá chị Hà Linh Đoàn nhá. Chất von lụa đẹp cực kỳ luôn. Thế anh ơi, đưa tay đi vào hỏi em. Nếu mà lấy zoom thì comment sơ mi hồng đây, sơ mi hồng đẹp này. Đấy, quá xinh luôn, kiểu thời trang lắm nhá các chị nhá, kiểu rất là thời trang luôn. Các chị thích mặc sơ mi mà sơ mi đằng trước nhìn rất là đẹp luôn. 80k nhá, nếu mà chị nào lấy thì comment. Áo sơ mi hồng này 80k. Hồng ơi, không dùng ghế đâu, đứng tay. Nếu mà chị nào lấy sơ mi hồng thì comment cho em. Có cả màu này nữa này. Màu này là màu tím than này. Màu tím than nha. Nếu mà ai lấy thì comment cho em để em qua mẫu. Có màu hồng, màu tím than và màu be. Màu be này chị này. Đây màu be đây. Màu be này. Màu tím than này. Đây là màu hồng. Ok, chốt màu hồng với chị Vi Trang. Bò ngố chờ em tí. Màu be nữa chị này. Màu be và màu tím than đây nhá. Chị nào lấy màu tím than thì comment là màu tím than cho em. Đấy, màu tím than này. Rất là đẹp luôn. Có cả màu be nữa. 80k nha chị nha, 80k thôi, quá rẻ luôn. Các chị tầm khoảng 60 cân, 65 cân cũng vừa, 45 cân cũng vừa. Cái mã này là nó suông ấy. Bầu nhỏ mặc thoải mái chị này. Có mà các chị mặc bầu đến 5-6 tháng vẫn vừa. Đấy, bầu 5-6 tháng vẫn vừa luôn. Tại vì nó là dáng váy, dáng nó rộng như thế này cơ mà. Ai cũng có thể mặc vừa luôn. Đấy, màu be này nữa. Chị nào lấy màu nào thì comment màu đấy cho em nhé. Em có màu tím than với màu be. Đây chị này, tím than em đang mặc đây. Tím than em đang mặc luôn đây. Còn đây là màu be. Có chị nào thích đồ cheap không để mình bán luôn. Quần áo nam này không có, em không bán. Quần áo nam thì mình có đồ bộ. À, phải bán
có một ít bộ thể thao này, toàn hàng đẹp luôn. Đây sale rẻ cho các chị xem, có chị nào thích thì chốt nhá, đây xem còn cái size gì. Em chỉ còn màu tím than với màu be thôi nhá. Đây, chị Hương Nguyễn chốt tím than đúng không? Rồi ok, chốt cho chị Hương tím than này. Hương này tím than. Còn be này. Còn be thôi nhá, ai lấy be thì chốt. Mã này thời trang này, mã này đẹp lắm. Mã này rất là đẹp luôn, hàng hồng em hết trang. Rồi. Thời trang các bạn có thể mặc sơ vin cũng đẹp, mà mặc để suông với quần sóc, chân váy các thứ là đều ok hết. Mã này đẹp lắm. Đây có bạn nào mua đồ nam không? Đây mình có một ít bộ thể thao của nam ấy. Đây quần của nó này. Đây như bộ này là size M, size M cho các bạn từ size M này chắc chỉ 60 cân đổ lại thôi. 52 cân vừa thoải mái luôn Hương Trần ơi. Bạn hỏi áo sơ mi áo này à? Bạn hỏi áo này không? Áo này 52 cân thì quá đẹp luôn. Những mã này các bạn từ 45 đến tầm 60 cân đều mặc ok hết. 60 hơn 60 cân. Đây có bạn nào mua đồ nam cho chồng mua đây nhá, đây hàng chất thể thao đây các bạn xem này. Như bộ này, chất của nó cực xịn luôn, hàng công ty. Đẹp luôn nhá, hàng này giá của nó là mấy trăm cơ nó. Giá Việt này. Mấy trăm nghìn một áo này. Đây hàng công ty đây nhá, đây. Những mã này như bộ này là size M này. Bộ này là size M nhá, quần của nó đây. Size M này các bạn chắc từ tầm 60 cân đổ lại là mặc được. Như bộ này là nam 60 cân. Đây có bạn nào lấy mã này thì chốt cho mình mã số 1 nhá. Đây có bạn nào này, có bộ nào cho nam 68 cân 1m70 không? Có nhá, có 1m70 68 cân thì mặc size L. Như bộ này các bạn từ 60 cân 60 cân đổ lại mặc là ok. Có bạn nào chốt thì chốt cho mình mã số 1 nhá. 160k một bộ thôi ạ. Bán như thế này mình không còn rẻ hơn cả các bạn mua một cái áo này luôn. Cái này chất của nó là hàng thể thao ấy, chất mát lạnh luôn. Đây, cái quần này ở siêu thị người ta bán hàng trăm nghìn một cái cơ. Quần của nó đẹp lắm, bên trong có lót nhá. Đây bên trong có lót, quần có lót luôn. Bộ này là 160k. Cho em xem cái chấm bi vàng Vinh Thúy. Chấm bi vàng là không phải là váy đâu. Đấy là bộ zoom Vinh Thúy ạ. Đây có bạn nào lấy bộ này cho chồng thì mình sale này. Bộ thể thao này 160k nhá. Comment là mã số 1 này. 60 cân đổ lại, như bộ này là 60 cân đổ lại nhá. Đấy, áo đỏ quần đen. Đấy, Hoa Ngô có lấy bộ này cho chồng không? Các bạn là bạn nào có chồng từ 60 cân đổ lại thì mặc bộ này. Size M này 60 hơn 60 cân, tầm 65 cân đổ lại vẫn vừa bởi vì nó rộng rãi thoải mái lắm. Đấy. Bộ này của Việt Nam người ta 65 cân thì vẫn nhỏ không mà. Đấy có bạn nào thích mua đồ nam thì có những cái bộ, mình chỉ có những bộ thể thao như thế này mình sale. Còn một ít thì sale siêu rẻ luôn. Đấy, bạn nào lấy mã này thì cho mình comment cho mình mã số 1 nhé. Chất của nó thì các bạn yên tâm về chất rồi. Cái này là cả bộ nhá. Hương Trần ơi, cái này là cả bộ. Tôi chỉ có những mẫu thể thao này thôi Đặng Trang ơi. Mình chỉ có những cái mẫu thể thao này thôi. Bộ này là áo vàng này. Đẹp lắm thật, cái mã này chất của nó siêu mát luôn. Các bạn xem. Hàng xịn như thế này cơ mà, nét như thế này cơ mà. 68 cân rồi để mình chọn. Váy vàng bao nhiêu? Nguyễn Hải ơi, đấy không phải là váy nhá, là zoom. À cái váy vàng kia là 99k. Để đi tìm cho các bạn 60 mấy cân thôi. 60 mấy cân. Mấy cân thì cũng nhỏ thôi. Đây có size L này. Bộ vàng size gì? Bộ vàng là size M Đặng Trang ạ. Người cho người tầm từ hơn 60 cân đổ lại thôi. 62, 63 cân đổ lại thì được. Đây như bộ này size L từ 70 cân đổ lại này. Áo sắt nách. À áo sắt nách là 80k. Hương Trần ơi, áo sắt nách lúc nãy vừa dơ là 80k. Đây có bộ này nhá. Đây, áo đen này nhưng cho các bạn từ 70 cân đổ lại mặc ok luôn. Size L, mã này là size L này. Bộ
vàng đẹp lắm. Trang lấy chồng Trang nếu tầm từ 60-62 cân đổ lại mặc thì đẹp. Chất thì không phải chê vào đâu, cực mát luôn này. Đẹp lắm, ở đây cho các bạn xem gần nhá. Đây, hàng xịn, hàng thể thao này. Các bạn mua nguyên áo của nó đã hơn 200.000 một cái áo như thế này rồi. Đây nó có là 150.000. Nó ở đây nó ghi là 150.000. À đâu, 180.000. 180.000 Việt Nam đồng một cái áo như thế này. Ở đây mình bán cả bộ với có 160.000 một bộ nhá. Ok, Trang lấy cho chị Trang một bộ này, đẹp cực luôn. Rất mát lắm. Quần đây nhá. Quần đây nhá Trang ơi. Quần đây nhá. Quần đây. Đây Trang có ok không? Bộ thể thao là 160k một bộ nhá cà rốt ơi. Đó. Hà Thị Thuần, bộ nam chị cầm có size thật to không? Có size XL tầm 75 cân đổ lại, mình chỉ có size cho người tầm 75 cân đổ lại thôi, size XL. Bộ đen thì tầm 70 cân đổ lại bởi vì bộ đen là size L. Đây cho chị Trang. Bộ đen này là size L nhá. Bộ đen này là size L. Cho người 70 cân đổ lại không? Bộ nam 78 cân rồi, để mình tìm size XL. Đây. Đây. Bộ này size XL này. 78 cân chắc là được đấy. 78 cân như kiểu nam họ cao ấy, 78 cân như bố mình, bố đi nhỉ, 78 cân. Đây có bộ xanh này. Bộ xanh này size XL cho các bạn từ 78 cân đổ lại mặc được đấy, nếu mà 78 cân mà cao thì mặc ok luôn. Đây nhá, có bạn nào lấy bộ này thì comment cho mình mã số 2 kèm số điện thoại nhá. Quần của áo đen đâu? Quần của áo đen thì nó đều dáng thể thao, nó như thế này hết. Đây quần của nó như thế này. Quần thì nó theo đây, mã xanh thì nó có cái đấy, xanh như thế này. Đừng đây. Đây. Những cái quần này bên trong của nó có dây rút như thế này này. Còn bên trong thì nó có lót đây, như cái mã là tím than, quần này quần là quần tím than thì nó có lót trắng đây. Có lót như thế này này. 80 cân. Chồng em 80 cân thì không mặc được. 80 cân chắc không mặc được. Chỉ chắc là tầm 77-78 cân nếu ai cao, còn không tầm chỉ 75 cân đổ lại thôi, vì mã này chỉ có size XL, chỉ có size 1X thôi, không có đến 2X, 3X đâu. Xanh có 65 cân. Cà rốt hay màu xanh có 65 cân, 65 cân có size M nhá. 65 cân mình có size M. Đây 65 cân có bộ này size M này. À đây 65 cân size L. Đây 65 cân bạn mặc size L này này. Đấy. Rất là đẹp luôn, 65 cân thì mặc size L là ok, thoải mái luôn. Còn tầm 60 cân đổ lại thì mặc size M. Miền Nam cũng thích mặc rộng rãi. Đấy, có bạn nào lấy không thì comment vào đây cho mình. Vì là mình chỉ có những cái bộ thể thao này sale thôi. Có quần bò, có một ít quần bò nam ấy, sale. À rốt cho em, chồng em vẫn mặc size XL 65 cân mặc XL. XL chị có màu xanh cà rốt ơi. XL màu xanh chị có mà. Nếu em mặc rộng rãi, em mặc quen rộng rãi rồi thì lấy. Bộ nam 49 kg. 49 cân có, mặc size M là size nhỏ nhất rồi. Các bạn nào như chồng thì những bộ thể thao này mặc rất là thích luôn. Mặc ở nhà hoặc là mặc đi chơi, đi thể thao các thứ. Nói chung là mặc ở nhà cũng được. Chỉ bằng một cái quần ngố hàng thường thôi mà được cả một bộ đẹp luôn. Bộ này chất thích lắm.
tha hồ mặc không bay giáo gì hết. 160k một bộ nhá. 160k một bộ, tất cả các mã đều bằng tiền nhau hết. Đây, các bạn nào nhỏ thì mặc những cái bộ như này. Siêu đẹp này. Đó, xem bộ cô mặc. À, bộ cô mặc này nó là váy suông, váy cũ rồi. Cả rốt em lấy hai bộ, một xanh một vàng cho 65 cân, một xanh một vàng rồi. Ok, cả rốt cho chị xin số điện thoại. Bộ nam hay nữ thế chị? Bộ nam Huyền Nguyễn ơi. Đây là chị đang bán bộ nam, bộ thể thao nam 160k một bộ. Đây. Đẹp lắm, những cái bộ như này. Đây Huyền Nguyễn có mua chồng tiện mua luôn không đây? Cái quần sóc thì nó như là cái quần như kiểu ngày trước chị Huyền mua cho chồng rồi đấy. Quần sóc này rất là thích luôn đấy. Bộ đỏ đấy. Có bộ xanh 68kg, 1m70 không cô? 68kg thì mặc rộng rãi thì mặc hẳn size XL luôn. Mạng chán quá không xem được. Mạng vẫn nét mà. Đây có bạn nào chốt màu đỏ này, đẹp này, chất này các bạn. Mát cực kỳ luôn. Hàng lạnh, nó kiểu hàng lạnh ấy, mà nó là hàng công ty, nó chất mát. Chị không có 2XL, chị chỉ có 1XL thôi, chị cho em xem lại. 2L với lại XL. L với XL nó không chênh nhau bao nhiêu. Nếu mà chồng em ấy cả rốt ạ, à, em mặc thích mặc rộng rãi thì mặc XL, còn nếu không chỉ mặc size L là 68 cân mặc thoải mái rồi. Bộ đen size M, Nguyễn Luyến soạn. Bạn ơi, nếu lấy thì phải comment kèm số điện thoại cho chị nhá. Bộ đen size L đây, nhưng mà em phải comment kèm số điện thoại cho chị nhá. Nguyễn Luyến soạn lấy bộ đen thì comment kèm số điện thoại cho chị nha. XL từ bao nhiêu kg? XL từ tầm từ 75 cân đổ lại. XL thì tầm từ 75 cân đổ lại. Nó tùy từng người, nếu mà có người XL mà người ta thấp ấy, bụng béo thì chỉ có 65 cân thôi cũng vừa. Nhưng mà nếu mà người cao từ 1m7 hoặc là 1m8 ấy thì là ấy. Cho em xem bộ nam 78 cân. Tùy từ chiều cao còn cân nặng, nhưng mà nó còn phụ thuộc cả vào chiều cao nữa. Ờ, áo nam Quỳnh ạ. À. Đây có bạn nào lấy nhỏ mặc size M đây, có cái bộ này đẹp này, quần trắng áo đen này. Đẹp mỹ mãn luôn. Size M từ 60 cân đổ lại này. Quần của nó này. Thích cực luôn, bên trong đều có dây rút hết nhá, hàng đều hàng hai lớp. Nguyên cái quần này các bạn như nam mọi người mua thì biết rồi ấy. Mua ở shop của nó đã hơn trăm nghìn một cái rồi. Đây. Em áo của nó ấy, áo là nó là mấy trăm nghìn thì 5 đồng. Đây. Áo đây. Đây bạn nào nhỏ này mặc cái set này rất là đẹp luôn này. Đấy. Quần trắng áo xanh nổi đẹp cực luôn đây. Cái này mình có size M này. Đấy bạn gì đấy bảo lấy hai bộ thì comment số điện thoại để mình chọn size nhá. Không cho số điện thoại thì không thể chốt được. Xem màu đen 57 cân. Đây 57 cân thì em có thể mặc được bộ này. Size M này 57 cân, 60 cân đổ lại này. Đấy. Nếu mà em có thể thích đổi quần đen thì chị cũng có thể đổi được, bởi vì là nó chị bán cả quần rời của cái mã như thế này ấy. 160k là cả bộ luôn, cả set luôn Quỳnh ạ. À.
160k. Đồ nam này rất là đẹp luôn, các bạn mua kèm đơn cho chồng cũng được, đỡ tốn tiền ship ấy, kèm đơn luôn. Thể thao này trẻ đẹp lắm, ai có thể mặc được, già trẻ thì mặc được hết, đều ok hết. Đây có một bộ này, nó là màu ghi này, màu ghi này cũng đẹp, 160k một bộ, Vũ Hồng Lý ạ. Rồi ok, mai em lên xem, có thời gian thì lên chọn nhiều bộ lắm. Thể thao này mặc thích ở nhà cũng được, mát mẻ mà. Ô liên này áo đen này, các chị nào bảo cho chị nốt này ở đây cho vào luôn lẫn. Các bạn có thích mua đồ chip không? À, Thúy Hằng có, bây giờ chị nhìn, bây giờ nhìn thấy em này. Có thấy Thúy Hằng mà. Đây nha, mình có bán có rất là nhiều thứ, các bạn có thể mua kèm đơn. Tự như đồ chip này. Đồ chip này mình bán cả ấy luôn nhá, cả lố luôn này. Trúc Phạm, bây giờ mới nhìn thấy Trúc Phạm. Lên bờ giấy đi cô. À Trang, ừ, ở tí nữa đợi tí ly ra tí chụp ảnh cho cô. Một hai mẫu. Vẫn chỉ có những mẫu, những cái mẫu bờ giấy ấy, nó là hàng riêng Việt, thì nó hàng công ty, nó chỉ có những mẫu đơn giản như kiểu Trang lấy lần trước thôi. Không có mẫu khác, lấy sai gì lấy không. À, các bạn có thấy, có thích mà cái hàng này không? Chứ bờ giấy không. Victor, Ria này, cái hàng này sướng cực kỳ luôn, còn chip này. Hàng Thái. Xịn luôn. Đây, như lố này cho các bạn từ tầm 55-56 cân đổ lại, mặc thích cực luôn, đủ các màu. 200.000 một lố. Mình bán từ nửa lố nhé, không bán lẻ từng cái. 7-8 cân, chí hả? Xem 7-8 cân rồi. Đây, nó nhiều màu lắm. Một mã của nó đủ màu, nó toàn màu tối thôi. Cái hàng đẹp này thì nó toàn màu tối thôi. 45 cân là chắc là không có ạ. Nam mà 45 cân thì nhỏ. Chỉ có size M là size nhỏ nhất. Size nhỏ nhất thì cũng phải tầm 45 cân thì bé. Nam mà 45 cân thì chắc nhỏ. Nếu mà 45 cân là mặc rộng. Nếu mà chồng em mặc quen mặc rộng ấy thì mặc rộng. 78 cân. 78 cân mà cao bao nhiêu? 78 cân mà phải cao trên 1m7 thì chị mới có, bởi vì là à like để cho bạn cháu lấy. Ừ, một lố là 10 cái thôi em ơi. Lố không phải 12 cái, lố là 10 cái. Đây, quần như này các bạn mặc thì sướng cực kỳ luôn. Độ co giãn của nó ôm sát, nó siêu bền luôn. Quá đẹp luôn. Em mua cho con trai em. À, mua cho con trai. 45 cân thì chị sợ là hơi rộng. Con trai mặc sợ hơi rộng. Sao? Size M là size nhỏ nhất đấy. Từ 47, 48 đến 60 cân đổ lại mặc. Nói 1m73. 1m73. Rồi để chị lấy size XL. XL chắc mặc được đấy, 78 cân. Mẹ ơi. Sao? Không có mẹ cho con cái. À đây có một bộ size S đây này. Sao con? Mẹ không có mẹ cho con cái con màu sắc từ đâu. Biết đâu được ý. Đây nhá. Đây có bạn nào 45 cân thì mặc bộ này. Đây có màu xanh này, có mặc con size S đây này. Một bộ size S. Tụi ấy là đây. Đấy, mặc cái đấy thôi. Từ 55 cân, từ 45 đến 55 cân này có bộ này, bộ size S này. Kia bật có trần đây. 60 cân thì em mặc M, nếu mà cao thì em mặc M, còn nếu mà em thấp thì em mặc L, trung la ơi. Zoom 68 cân không vừa. Em cao từ 1m7 thì em mặc M thôi. Còn nếu mà em dưới 1m7 thì em mặc L. Phạm cho em bộ đấy nhé. Trúc Phạm lấy thì cho chị xin số điện thoại. Chị đã có đơn không nhỉ? Chị Trúc Phạm ý. Trúc Phạm lấy thì cho chị xin số điện thoại nhá. Đây chị có số điện thoại này, đi chốt cho chị. Bộ size M nhá. Có điện thoại không?
Đây đây, điện thoại bố này. Chị lại không hiện số. Đây đây. Thật mà. Không, chị Trúc Phạm là 0948. Đây này, chẳng hiện comment gì luôn. 0948. Giá là 160k một bộ Trung La ơi, chị sale ấy, không có lãi tí nào đâu. Bởi vì là còn ít bộ chị sale nốt. 0948. Tám chín sáu bốn chín sáu bốn tám chín một. Có một bộ size S này, để tìm nhé. Cà rốt lấy thì cho mình xin số điện thoại mới chốt được. Cà rốt ơi, bạn lấy thì cho mình xin số điện thoại nhá. Em vừa vào xem được các màu. Ừ, để chị dơ từng màu cho. Cho em xem lại bộ màu xanh size S. Mai Lan ơi, size S hết rồi, còn mỗi một bộ chốt cho chị đấy rồi. Cà rốt lấy thì cho mình xin số điện thoại nhá. Đây, chị 65 cân phải không? Chị bảo lấy 65 cân phải không? 65 cân. Lấy màu gì? Màu gì ạ? Một, hai bộ thể thao, một vàng, một xanh. Vàng, một xanh. À, rốt cho con thợ. Chip vừa. Chip là 200k một lỗ, đấy là hàng đẹp nhất Trang ạ. Chất mỹ mãn luôn, chip này hàng đẹp, bình thường có bán lẻ là còn bán 25.000 một cái. Đây, chip này mỗi cái quần của nó kèm theo một cái túi như thế này. Chip này mặc siêu bền luôn, thích lắm luôn này này. Cái hàng này nó là hàng xịn, thái xịn luôn. Còn những cái hàng thường mình cũng có, 120, 130, 150 cũng có. Lấy một bộ và chị đấy là chị lấy một bộ vàng phải không? Chị bảo lấy màu gì, màu gì? Một vàng, một xanh, 65 cân. Trang có lấy chip không thì lấy luôn. Bà chip chị Quỳnh lên là xem. Đây là chị phải là phải là còn một bộ vàng size S, đây là trình bày bộ size S đây. Còn bộ S nha chị Mai Lan, còn S đâu? Còn S nha, Lan đợi một tí để chị lấy màu size S bộ màu khác. Cà rốt ơi, 65 cân đấy, chị bảo là 65 cân, biết cao bao nhiêu nhỉ, mình lấy một bộ. À, 65 cân cao bao nhiêu? Vàng cái size bao nhiêu vậy? Vàng size S. Cái đây, kia có một cái áo vàng cái đây. Thế.
99k nha chị Nga Hoàng nha. Đây đấy nhỏ nha. Em kiểm tra đấy xem nó không không cái kích cỡ đây, 2 kích cỡ đấy. Cân cao 1m65, cao 1m67. 67 mà 65 cân thế mà size L vẫn vừa thoải mái, bởi vì dưới 70 cân hoặc size L thoải mái. Size L từ 72 cân đổ lại mà vẫn vừa. Em lấy chị hết màu vàng size XL rồi, em lấy cho chị một bộ màu khác được không? Cà rốt. Em có một bộ màu xanh rồi, màu vàng chị không còn size XL đâu. Vàng size L đi. Cho chị một size này cho. Rồi đây vàng của chị đây. Quần đây nhá, Mai Lan xem cho màu vàng size S thôi. Màu vàng size S đây. Đây có một bộ màu vàng size S đây, Trúc Phạm ơi. Trúc Phạm lấy thêm một bộ màu vàng size S nữa à? Đây. Màu vàng size S đây nhá. Trúc Phạm có lấy thêm nãy chị lấy một bộ rồi phải không Lý? Trúc Phạm có lấy thêm bộ vàng size S này thì ok cho mình nhá. Đây size S đây. Đây nha. Chúc Phạm có lấy thêm bộ này không? Đây mà vàng size S đây. Lấy thêm thì comment là thêm cho mình nhá. Rồi ok em. Đây cho chị thêm một bộ vàng này. Chị ấy áo tàn nửa đấy quần chị ấy á, cà rốt. Đây mình có một bộ trắng size S này chung à cái đấy nhỉ. Ừ đợi Trung La đợi chị một tí nhá. Đây Mai Lan có lấy size S màu trắng này thì có màu trắng này rất là đẹp luôn. Size S này các bạn từ tầm 55 cân đổ lại mặc là ok, từ 45 đến 55 cân mặc thoải mái luôn. Đây có bộ trắng size S này, ai lấy bộ trắng size S thì comment là trắng size S nhé. Trắng size S này chất rất là đẹp luôn. 70 cân mà vẫn vừa L thì lấy hai bộ xanh vàng L hết nhé chị. Rồi ok em ơi có cả màu đỏ ấy, màu đỏ rồi màu mấy màu khỏe khoắn ấy, em chọn mấy màu đấy cũng đẹp. Có size đây, có size S đây, Mai Lan có lấy bộ này size S đâu này. Bộ này size S đây. Áo trắng size S đây. Rồi ok Mai Lan cho chị xin số điện thoại đẹp. Mai Lan có đơn rồi. À chị Mai Lan có đơn rồi à? Quần của nó là màu đen. Quần của nó là màu đấy. Quần đây em ơi. Nó đen nhưng mà nó không hẳn đen xì đâu, quần nó đen như kiểu đen tím than ấy. Đây nhá. Quần đây nha em nhá. Cho vào cái áo màu vàng nữa.
đây có một bộ trắng size M này, cũng đẹp này. Này bộ này trắng, áo trắng, quần trắng luôn ấy. Đây. Đây ai mà chồng ai mà mặc những cái đồ thể thao kiểu ai giữ được sạch sẽ đẹp ấy thì mặc cái bộ này. Quá đẹp luôn đây. Size M từ 60 cân đổ lại mặc. Size M này từ 60 cân đổ lại mặc ok luôn, thoải mái luôn nhá. Đây. Bạn nào lấy 160.000 một bộ. 160.000 một bộ nhá các bạn, luôn siêu rẻ luôn đây. Quần của nó bên trong đều có lót hết này. Đều có lót hết nhá. Đây. Đây cái này là bộ trắng này, cái bộ này ai hay chơi thể thao các thứ mặc đồ đẹp thì kiểu là giữ được sạch ấy thì mặc cái bộ này quá đẹp luôn. Đấy, bên trong của nó dây quần đều có rút này. Có ai lấy bộ trắng này thì comment bộ trắng cho mình nhé. Các bạn nào từ 60 cân đổ lại, chồng của bạn nào 60 cân đổ lại mặc bộ này. Bộ trắng này đẹp lắm này. Các bạn nào lấy bộ trắng thì comment bộ trắng nhé. Size M. Size M cho các bạn từ 60 cân đổ lại. 60-62 cân mà vẫn vừa. Áo nó cũng rộng rãi. Bạn nào lấy bộ trắng không ạ? Đây có bộ này. Bộ này là áo trắng quần đỏ này. Áo trắng này. Quần đỏ. Áo trắng quần đỏ. Áo trắng quần đỏ. Bộ này size L cho các bạn từ 70 cân đổ lại này. Áo trắng quần đỏ này. Đẹp lắm đấy chị gì nhỉ? Chị Cà Rốt còn ở đây không nhỉ? Bạn lấy cái bộ này cũng đẹp này. Chị Cà Rốt còn ở đây không? Lấy một bộ áo trắng quần đỏ này cũng đẹp này. Áo trắng quần đỏ này đẹp này. Cà Rốt có lấy không này? Thì đổi một màu này đẹp. Đỏ bên trong, ở bên ngoài quần nó không đỏ tươi đâu. Nó đỏ đậm ấy. Bộ này đẹp. Mỹ mãn luôn. Có bạn nào lấy bộ này không ạ? 70 cân độ lại nhá, size L. 160k một bộ, rất là đẹp luôn. Bạn mua cho mình, mua cho chồng, cho con, mua bộ thể thao này ai cũng có thể mặc được. Già trẻ mặc được hết. Đây còn bộ đỏ này cũng đẹp này, bộ đỏ size M này cũng đẹp. Đỏ size M cho các bạn 60 cân đổ lại. 60 cân đổ lại. Ok luôn, thoải mái luôn. Thế không có màu vàng à chị hay như nào? Có màu vàng, chị coi cho em một bộ màu vàng, một bộ màu xanh rồi. Nhưng mà đang bảo là hai cái màu nó đều sáng, em có thích đổi thì đổi chứ chị để cho em hai bộ, một vàng một xanh rồi. Chốt bộ màu trắng M cho em chưa? Mai Lan. Chị Mai Lan đấy, chị lấy một bộ màu trắng S mà, đúng không? Chị Mai Lan lúc nãy lấy một bộ màu trắng S mà. Mai Lan. Nãy em lấy một bộ màu trắng S cơ mà, em có lấy thêm bộ màu trắng M không? Bộ màu trắng này em lấy cả bộ này không? Bộ này cả bộ là trắng luôn, quần của nó cũng trắng luôn. Cái bộ này thì đẹp mỹ mãn luôn này. Nãy em lấy một bộ áo trắng quần đen S rồi. Đây là bộ M này, bộ M mà quần trắng áo trắng luôn. Đây. Em lấy thì ok cho chị. Cả M và S rồi đấy, chị Mai Lan cả M và S. Chất đẹp cực kỳ luôn, chất đẹp cực luôn. Mình thấy cái không ai bán dưới 200.000 một bộ, bình thường chất còn không được thế này, 200. Mình được một cái áo lạnh này của nó hàng thể thao, trong thể thao nó bán đã hơn 200.000. Rồi ok em, chị chốt M và S cho em rồi nhá. Đây có bộ này là quần trắng áo xanh. À không phải áo xanh nhỉ, hay là không phải xanh. À đen tím than.
Cái này là quần trắng áo lại đen tím than, mình có size M cũng cho các bạn từ 60 cân đổ lại. Thao này nam thì ta mặc đi chơi thể thao hoặc mặc ở nhà ấy, nó cũng sạch sẽ đẹp, rộng rãi quần, tha hồ rộng rãi thoải mái luôn đây các bạn này. Quần đẹp lắm, quần này nam mặc đẹp. Xanh size L cho các bạn từ 70 cân đổ lại. Xanh size L cho các bạn từ 70 cân đổ lại. Vàng M cho ai? Vàng M cho chị nào nhỉ? Chị Trang. Chị Trang lấy một bộ mà. Chị Trang một bộ chưa? Trang nào? Chị Đặng Trang ấy. Đấy. Cho chị Đặng Trang một bộ mà. Vàng M à? Chị Đặng Trang một bộ. Dạ vâng chị, vậy em lấy một bộ xanh L nhé chị. Em lấy nửa lố chip nữa nhé. Lấy, vậy em lấy một vàng một xanh size L nhé. Rồi ok em, nửa lố chip nữa rồi. Lố chip đẹp rồi, ok em, đẹp cực kỳ luôn. Chip thì chị em yên tâm luôn nhá. Hàng chip này chị lấy hàng siêu đẹp luôn. Nửa lố chip em, chị cho em đủ màu nhá. Đây, hàng Victoria, hàng Thái. Chất này mặc thì cực kỳ siêu bền luôn. Chất này hàng mặc sướng lắm. Bình thường các bạn mua lẻ khoảng 30.000 một cái. Chị ơi, chip chip chị ơi cho em lấy vào bộ nam bao nhiêu tiền? Chip chip ơi, bộ nam là 160.000 một bộ nhá. 160.000 một bộ. Chị ơi em đặt 3 bộ miễn ship. Không, mình không miễn ship đâu Mai Lan ơi. Chị bán sale rồi, hàng là chị đẹp và rẻ. Thật sự là chị ship đồng giá 30k, chị hỗ trợ ship. Một đơn hàng ship của các bạn ít nhất phải từ 45 đến 50k. Nhưng chị chỉ thu có 30k một đơn hàng thôi. Thì các bạn mua nhiều mua ít đều 30k một đơn hàng hết. Đi nhà cho chị ấy 5 cái quần này 5 màu khác nhau. Em đặt 10 bộ cũng không được miễn ship. Hỗ trợ ship thôi. Thì khách buôn chuyển khoản trước thì cũng nếu mà khách đơn lẻ á, các bạn từ đơn hàng trên 1 triệu mà chuyển khoản trước. Đấy, đơn hàng trên 1 triệu nhất chuyển khoản trước thì là mình free ship. Là mua đồ à, các bạn là mua áo nâng ngực hàng đây không? Quần chip bao nhiêu tiền? Chip chip ơi, quần chip nhà chị hàng đẹp là 200.000 một lố, mình bán từ nửa lố 5 cái một chứ không bán lẻ. Đã chia sẻ 10 nhóm, cảm ơn Việt Trinh nhá. À, Việt Tinh, Việt Tình. Bạn nào mua đồ chip đây, cái chip này hàng đúc. Ơ cái này nó có 2 dây. Cái này nó có 2 dây. Một dây trong và một dây ấy, hàng này nó là hàng đúc mà không gọng đâu. Hàng này đẹp cực kỳ luôn, hàng này bây giờ đang hot nhất này. Mọi người mặc váy không biết thì mặc cái hàng này. Đấy, rất là đẹp luôn. 80.000 một áo như thế này. Bình thường mình thấy họ bán toàn trăm mấy một áo như thế này thôi. Đây là hàng đẹp nhất nhá, còn cái hàng rẻ của nó 30-40.000 cứng khô thì mình lại không bán. Cái hàng đấy không bán. Đây, chip này size có size 36 cho các bạn. Từ khoảng 55 cân đổ lại này. Size 36 thì 55 cân đổ lại thôi. Trang ơi, cái này là 80.000 một áo. Hàng đẹp, hàng loại 1 luôn. Chứ cái không phải đây, cái túi của nó thì zip thế này này. Mình thấy mọi người toàn bán 120 một áo thôi. Đây. Đấy. Đây, quả này tròn, đẹp cực kỳ luôn này. Luôn nâng luôn. Hàng này nâng này, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng này hàng đẹp. Đây mình có cả cái hàng áo ren như thế này. Áo ren này quả cũng đẹp này. Có size có màu đen với màu da. Có size 34 và size 36. Size 34 thì cho các bạn từ 48 cân đổ lại. Mà size 36 thì từ 55 cân đổ lại. Mẹ ơi, các bạn mua cả đôi là 90k một đôi. Còn các bạn mua lẻ một cái thì là 50.000 một cái. Đây hàng này nó không có đệm dày lắm đâu.
nó vừa mỏng mát vừa tầm mà vẫn nâng ngực, mà quả của nó là quả ngang ấy, trẻ đó. Đây sen đẹp cực luôn, sen là đây, gen này là 45.000 một cái, mua một đôi thì là 90.000 và mua một cái là 50.000 một cái nhá. Đây. Quả rất là đẹp luôn đấy các bạn xem. Gen này đẹp cực luôn. Đấy, hàng Thái. Có gọng nhưng mà là gọng nhựa nhá. Đây này, đây nó là gọng nhựa này, không phải gọng sắt đâu, gọng nhựa rất là mềm luôn, không bị cứng đâu. Gọng này gọng nhựa. Bạn thích á? Trang chắc mặc size 36. Trang chắc mặc size 36 lấy màu gì? Trang lấy màu gì? Có màu da. Có màu da và màu đen. Hai màu. Màu dễ mặc nhé. Sen này có gọng nhé. Có gọng nhưng mà là gọng nhựa, nâng ngực đẹp lắm. Ship là 30k một đơn hàng nha, Lên An Nguyễn ơi. Nhà mình ship đồng giá 30k một đơn hàng, các bạn nhiều ít cũng đều 30.000 một đơn hàng hết. Đây, áo rất là đẹp luôn, hàng Thái nhá, chất ren đẹp. Các bạn mua một đôi là chỉ 90.000 một đôi thôi, mua lẻ một cái là 50.000 một cái. Trang lấy màu gì thì comment màu cho cô lấy nhé. Trang lấy cái đúc à? Cái đúc thì là 80.000 một cái, bán siêu rẻ luôn. Cho chị Trang một cái đúc này. Đúc màu này. Đúc nó cũng có mấy mã liền. Đúc thì có hàng đúc đấy là hàng đượn đắt. Còn hàng Thái đây mình bán được cả này. Đây. Này cũng là mã áo đúc này, nhưng mà hàng này có 60.000 một áo thôi. Đây cũng hàng Thái nhé. Đây như hàng này là 60.000 này. Có bàn tay nâng nhé, đây bên trong là có bàn tay nâng mềm lắm, chất đẹp chứ không bán cái hàng rẻ kia. Chất mềm đẹp lắm, nhưng hàng này 60k một áo thôi. Cũng có size 36 và size 38. Size 38 cho các bạn từ 60 cân đổ lại. Còn size 36 thì từ 55 cân đổ lại mà cũng ok. Đây, còn có một cái hàng này nữa. Hàng thông hơi. Rất là đẹp luôn này. Đẹp không? Đấy, nhưng hàng này là 80.000 một áo. Hàng đúc chất đẹp, mềm cực kỳ luôn. Bạn có thể thay bằng quay trong được áo quay. Đây, đẹp luôn. Bạn nào lấy mã nào thì đây là mã 1 nhé, đây là mã 1 này. Mã này là mã 2 này. Mã 2 là 60k, mã 1 là 80. Còn mã 3 này thì là 50. Mã 3 này là 50 nhé, 50k một áo. Có cả quần chip, áo chip nhé. Các bạn lúc chốt đơn hàng ấy có thể lấy thêm gì thì mình chụp ảnh mình gửi cho các bạn để mua kèm đơn luôn, nó vừa được rẻ. Thật sự những đồ chip này mình lấy gần như chỉ lấy hộ cho khách thôi, cả quần mặc váy nữa. Đi mang cái túi quần mặc váy đây mẹ bán cho các chị ăn được. Có quần mặc váy nữa đấy, nhưng mình chỉ lấy gần như là lấy hộ thôi, chỉ lấy tiền cước thôi ấy. Nên là các bạn mua thì ở như mình là rẻ được mấy chục nghìn một cái áo con như thế này. Nếu ở shop mà bán thì rẻ được ít nhất từ 2 đến 30.000 một cái áo như thế này luôn. Đây, quần con nhé, quần này quần đùi mặc váy nhá, 40.000 một đôi. Cho các bạn từ 50 cân đổ lại, 55 cân mặc cũng được. Đây, thì có màu da và màu đen. Đấy, cả một túi to ở đấy luôn ấy. Đây, quần mặc váy, các bạn nào mua thì kèm đơn luôn cũng được này. Đấy, có hai màu. 40.000 một đôi thôi nhá. 40.000 một đôi. Màu da và màu đen. Bạn nào lấy thì comment màu cho mình chọn. Chất cốt tông mát. Đấy, còn bạn nào to ấy, trên 50 cân ấy thì mặc cái hàng này 50.000 một đôi. Bạn nào to trên 50 cân thì mặc cái size to này, hàng đẹp. 50.000 một đôi, chất siêu mát luôn. Mấy giờ rồi? Đây, nếu bạn nào từ 50 cân trở lên thì mặc cái hàng này.
chất đẹp cực kỳ luôn, mà chỉ có 25.000 một cái. Bán các bạn mua từ một đôi nhé thì mình bán ít nhất từ hai cái trở lên kèm đơn, chất mát siêu mát luôn. Các bạn nào lấy các quần váy áo chít các thứ thì lúc mình chốt đơn ấy có thể inbox cho mình chờ chốt đơn kèm đơn cho các bạn nha. Được hàng đẹp mà giá rẻ, yên tâm là giá rẻ được bằng nửa giá thị trường luôn. À, Trang ơi, còn áo không giấy? Đưa xem áo không giấy ở chỗ này đâu nhỉ? Đá đá biết không cơ bắn không giấy hả? Chị Thanh Hoàng có một cái không giấy này mẹ có giấy của chị Thanh Hoàng này không giấy đấy, đưa một cái của chị Thanh Hoàng kìa, nó đấy có màu đen màu ấy gì mà đây không giấy đây Trang ơi. Cho đôi quần mặc váy và hai áo size 36. À, Lê Na Nguyễn ơi, em lấy thì comment số điện thoại cho chị nhá. Mã 1, 3436. Chip chip này còn lấy chip này. Mã 1, 3436. Mã 2, 3436. Mã 3, 3436. Một lố chip nhé. Rồi ok, chip chip nha. Đầm bi, chất gì vậy chị? Bi nó là chất manh, nó là lại chị chùm, mẹ chùm này. Đây, không giấy đây nhá. Không giấy này cũng theo 90.000 một áo. Không giấy này có màu đen và màu trắng. Đây, không giấy đây. Đây, có không giấy và không đá hàng Quảng Châu này, chất cực đẹp. Đầm bi kia không phải là đầm bi mà nó là zoom nhá. Bi trần đây, đấy là zoom. 150.000 một bộ zoom cho các bạn từ 45 đến 52 cân đổ lại mặc là ok nhá. Đây, cái này phông giấy có còn màu đen và màu trắng đen. Đây Trang có lấy thì là mở comment là phông giấy nhá, 90.000 một áo phông giấy. Đây, rất là đẹp luôn, phông giấy này thì siêu mát luôn. Chất xịn, nó phần trước của nó như kiểu vải lụa ấy, đằng sau nó là lưới như thế này. Đằng sau nó như thế này nhá. Đây này. Đấy. Cho chị có quần chip nam không? À chip chip ơi, chị có quần chip nam nhá. Có quả quần xịt nam chị có. Đi lấy quần xịt nam ở đây cho mẹ bán cho các chị luôn. Quần xịt nam chị có hàng thông hơi ấy, hàng hết mới bây giờ hết, đẹp hết, lắm. Hết hết rồi bán hết. Dưới kia dưới tủ không còn à? Dưới tủ không? Nhiều lắm mà. Làm sao mà hết được? Là cái hàng thông hơi thì hết rồi. Hàng thông hơi nhiều lắm mà. Ở túi nào, mấy túi liền. Mang điện thoại về cho bố đi em. Không đợi, không tìm hết. Ở đây thì là hết rồi. Áo bộ của em đâu? À để đợi. Em lấy hai bộ mã ớt Trung La vẫn còn ở đây à? Đấy, không nhắc chị quên mất. Trung La lấy cho người 60 cân hay sao vậy ông em ơi? Trung La phải lấy cho người 60 cân không? Chị lấy gì? Chị lấy bộ thể thao nam. Còn chip thông hơi hết sạch rồi á? Mấy cái cô kia không đủ, cô lấy ba. Còn chip thông hơi à? Quần nam thông hơi chị hết rồi thì còn hàng này. Chỉ còn quần size lỏng còn không? Ờ, size lỏng cũng được mang đây. Ở trong túi đấy, tất cả là ở trong túi đấy. À, hàng thông hơi cơ mà. Có mỗi bộ hai cái thôi. Là hàng Việt Nam có size XL. Đây chị Chip ơi, đây chị có đây. Giá cài của nó là 68.000 một quần. Nhưng chị chỉ bán cái quần này thì có giá là 35.000 một quần nhá. 70.000 một đôi. Quần xịt nam hàng cốt tông chất siêu mát luôn. Một bộ cho 67, cao 1m73. 67, à đấy mà size L là vừa em ơi. Trung La em lấy màu gì để chị lấy màu cho. Đây chip chip này, chị có xịp này nhá. Đây có là quần xà lỏng này, quần đùi luôn, dạng như quần đùi ấy. Còn có cả quần chip nữa, à quần đấy nữa, quần chéo nữa. Ừ.
Đấy, em muốn lấy thì comment cho chị biết nhé. Đây, 70.000 một đôi quần này, thích cực kỳ luôn, hàng Việt Nam. Chất cốt tông ở đây nó cải giá là 68.000 một quần, chị chỉ bán có 35.000 một quần thôi. Em lấy bao nhiêu cái thì cho chị biết nhé. Ở size XL cho các bạn từ 70 cân đổ lại mặc thoải mái, 70-75 cân đổ lại. Ai cũng có thể mặc được. Nguyễn Phương mà mặc. Cái hoa trắng kia nó là zoom nha, không phải váy nha bạn Nguyễn Phương ơi. Đấy là zoom. À, váy hoa trắng suông này, đây bên này là váy hoa trắng suông. Đợi một lát mình thử nhá. Đây Trung Lai có bộ đen này, em mặc thoải mái luôn này. Đây size L đây, 68 cân này. Đấy em có ok bộ này không? Đây có màu đen nhá, chỉ còn màu đen với màu xanh. Đây em còn size M, 8 cân mà xanh L. L đấy em ạ, L đấy. Con xem mấy bộ kia xanh gì không? Đây em ơi, Trung La ơi. Tặng luôn, xuống đây tặng này xong ơi. M, M, L, màu trắng. Đây nhá, chỉ còn màu xanh này, màu đen. Toàn M á. Mỗi màu trắng hay là L? À đấy. Màu xanh, màu đen và màu trắng nhá. Màu trắng thì nó là quần đỏ nhá. Áo trắng quần đỏ như này nhá. Chồng em mặc được đấy, 68-70 cân. Ừ, áo trắng quần đỏ hoặc áo trắng quần đen. Đây 70 cân đổ lại mặc ok luôn. Đây em lấy màu nào thì comment màu cho chị nhé. Đấy. Trung La em lấy màu nào? Ok, hôm nào gặp đi. Cũng nhớ lớp lắm rồi, nhớ cả đội lắm rồi. Bận con nhỏ suốt ngày chúi mũi ở nhà chẳng đi được đâu. À sướng rồi, con lớn hết rồi. À, một xanh cho người 60 cân cao 1m60. Rồi, một phát 60 cho người. Đây chị Trung La, Trung La cho chị xin lại số điện thoại đi. Có thể thao nữ xem ạ. Có thể thao nữ đấy. Có cả bộ thể thao nữ. Trung La cho chị xin lại số điện thoại với. 1m60 mà nặng 60 cân thì vẫn phải mặc size L. Một bộ cho người cao 1m73 nặng 67 cân. Đấy màu gì Trung La ơi? 1m73 mà nặng nặng 67 cân thì mặc màu trắng này đi. Size L đây đẹp mỹ mãn luôn này. Đấy. Màu trắng này đây, còn size L này em có lấy không? Còn màu trắng với màu đen. Em lấy một bộ màu xanh rồi. Màu xanh cho người 60 cân đây. Thì có một bộ màu xanh size L đây rồi. 60 cân bởi vì là người ấy thấp thì cho mặc size L cho nó rộng rãi. Khoảng là... bút đấy này ghi luôn cho chị. Trung La 0974. Ok
cây trung lai nhé. Em có lấy thêm màu trắng không? Mày cứ trắng thế đẹp lắm. Đây này, chị còn màu đen này. Chị còn màu đen và màu trắng nha Trung La ơi, đây. Chị còn màu đen và màu trắng. Đấy, chị thấy bộ màu trắng này đẹp này. Quá là đẹp luôn, màu da nào mặc cũng đẹp. Đỏ đẹp quá, không chỉ là chốt bộ màu đỏ này đẹp. Xanh mờ. Trung La chốt thêm màu gì để chị chốt nhé? Màu trắng này đẹp. Rất siêu mát luôn, lạnh luôn. Động vào là bật luôn, trắng này. Nguyễn Thị Oanh ơi, 160.000 một bộ nha. 160.000 một bộ thể thao nam nha. Chỉ còn một ít mình bán sale nốt đấy. Còn mấy bộ bán sale siêu rẻ. Cân rồi, ok em, lấy trong chị một bộ màu đen. Mạng chạy chậm quá chị à... Quá cứ bị gián đoạn thì ạ. Ừ, nào chị đợi mà. Thấy mạng lâu. Một màu đen là một màu xanh ạ. À. Không lấy bộ màu trắng ấy, đẹp lắm, chị thích cái màu trắng. Quần đỏ nha. Có quần ống sớ không chị, để em gửi một thể. Có quần ống sớ. Ly ơi lấy mấy quần ống sớ đây, mẹ giơ cho chị xem luôn. Áo đen của em nhá. Áo đen là quần đỏ nha. Áo đen quần đỏ nha. À, màu trắng cho chị quần đen được không? Màu trắng. Ừ, màu trắng là quần đen mà. Màu trắng thì là quần đen. À, ừ nhờ. Không phải đúng nhá. Màu trắng đâu nhỉ? Bộ màu trắng đâu nhỉ? Lồng sớ đâu? Lồng sớ treo một loạt đấy không? Đây Trung La có lấy áo màu trắng không? Áo màu trắng quần đen. Đây màu trắng thì là quần đen nhá. Áo đen quần đen mà chị. Áo đen này không phải quần đen. Áo đen nó lại quần như này, quần đỏ. Mà em thích quần đen thì chị, em thích quần đen thì chị lấy quần đen cho em cũng được, đổi màu cũng được mà, nó là dòng thể thao hết, chị đổi màu cho em cũng được. Nhung Tô ơi, tối lại vào chơi mini game tiếp nha. Bây giờ mình hết mini game rồi, mini game từ đầu rồi nha. Đây, Trang cho chị áo đen, quần đen. Chị thích áo đen, quần đen. À, chị Trung La
Đây em có lấy áo trắng quần đen không? Bộ áo trắng quần đen này đẹp này. Đẹp mỹ mãn luôn này. Em có lấy áo trắng quần đen không? Lấy luôn 3 bộ đi được. Áo trắng cho người 60 cân. Rồi ok. 60 cân mặc thoải mái mà. Đẹp lắm, mã này size L 60 cân mặc rộng rãi thoải mái luôn, đẹp mỹ mãn luôn. Trung Lan lấy nốt bộ này đi, bộ này chất xịn cực luôn. Chị thấy cái bộ này chất nó đẹp nhất này. Này chất thích lắm, mát. Chất vải nó cũng tùy thuộc vào từng màu ấy. Đây, cái màu trắng này chất nó mềm mà nó đẹp. Cho em bộ này nữa nha, bộ này đẹp này, bộ này đẹp ạ. 60 cân mặc ok thoải mái luôn, size L. Rộng rãi. Nam thì mặc hơi rộng một tí cũng vẫn đẹp. Ê, em có lấy bộ đen nữa không thì chị cho bộ đen vào nữa này. Bộ đen em có lấy thì chị cho cả bộ đen vào nhá. Bộ đen này thì nó lại là quần đỏ thì nó mới đúng theo sọc của nó. Bộ đen quần đỏ nó đúng theo sọc. Nếu mà lấy quần đen, Trung La ơi, ba bộ rồi. Ừ. Nếu mà em mà lấy quần đen ấy theo đây cái đây. Áo này thì nó hơi lệch ấy đấy. Đây xem này. Thì đây em để xem cái này size gì. Đấy cho chị size to. Đây, quần đen cho em cái quần này nhá. Quần đen là nó hơi lệch đấy đấy. Vì nó phải lấy quần của chị bán ấy. Cái nguyên cái quần của nó cũng hàng đắt rồi mà, hàng Uniqlo này. Em có ok thì chị cho quần đen vào. Một trắng, một đen, một xanh. Một trắng, một đen, một xanh. Rồi ok em. Cho em 4 quần chip nam 2 size L với 2 size XL nhé. Rồi ok chị chip nhá. Đây, em có lấy quần đen kiểu này không? Nó là chất hàng đẹp lắm. Nó hàng Uniqlo. Không thì vẫn phải tìm cho chị cái quần kia thôi. Quần này sợ không vào. Quần đen của đây. Quần đen của cái áo đấy thì nó lại như này này. Đây nó hơi sọc, nó hơi lệch. Nó khác, nó hơi lệch ấy. Tính nữa xem cái bộ nào nó đổi, nó cùng tông nó thì đổi. Nó hơi lệch cái tông này. Chắc chả sao đâu nhỉ. Đây, em lấy quần đen này không? Bộ đen quần đỏ. À chị ơi, ừ, bộ đen nếu đúng tông của nó là bộ đen quần đỏ em ạ. Đây này, đúng tông của nó là bộ đen quần đỏ, đẹp má, trẻ mặt đẹp. Đây, đen của nó đúng tông thì nó là đen đỏ, đây nó theo sọc, đúng theo sọc của nó ấy. Đây. Đen, quần đỏ đen. Thì em có lấy không? Nếu mà không chị đổi quần cho em thì sọc nó không được được ấy đâu, nó lại tông sọc như thế này. Tông của nó cái sọc của nó khác. Chị coi quần chip nam thông hơi cho em một hộp luôn nhé. Chip nam thông hơi đi xem còn không? Đấy, không còn, ở đây không còn. Kiểm tra kia là nhiều lắm. Không nợ con nhà xe rồi. Tủ cô ấy còn muốn mua chục cái không có, không lấy mỗi 3 cái. Thế chip ơi, chị hết mất quần này, quần xịt nam thông hơi rồi, em để chuyến sau nhá, hết mất rồi. Vâng, em đó rồi, ok đây. Em nhá. Chị hết quần chip nam thông hơi rồi. Nó hơi lệch tí, chả sao đâu, nó đen vào đỏ như này, nó cũng đẹp mà, đây. Đấy.
Đâu nhỉ? Ai lấy hỏi quần xuông nhỉ? Trung La hỏi quần xuông sao nhỉ? Đây quần xuông đây nhá mọi người nhá. Quần xuông đây mình sale 80.000 một quần không? Nó có rất là nhiều màu. Có cả màu đen nữa, Liên treo màu đen nữa. Đây. Màu này màu da này. Có màu da nhá. Đây có màu rêu này. 80.000 một quần đũi lụa đũi này, đẹp mát, siêu đẹp luôn. Đây. Đỏ này. Đỏ đô nhá, đây là đỏ đô nhá, đỏ đô nhá. Và đây là màu màu tím than. Quần nào nó đều có một cái dây nơ buộc nơ như này hết. Quần nào nó có dây nơ nhá, quần nào nó có dây nơ nhá. Đây, bạn nào lấy màu nào có cả màu đen nữa đi, lấy màu đen đi. Có cả quần màu đen nhá, có 5 màu, 5 6 màu cơ, có cả màu cam. Rồi ok, đen đỏ. Chung La lấy nó hơi lệch màu. Đen đỏ. Ừ. Đen đây. Đây. Chẳng phải lơ, chẳng phải bóc mà mày. Ơ, các bạn là điện thoại này pin yếu thì nó như nào? Thì mình ấy như nào? Đâu để in thôi nào. Con hết pin rồi à? Dài đến đâu quần đó? Mã ở mắt cả chân. Có không cô? Chân Bảo Lưu hỏi quần sock à? Có, mình có nhiều mã quần sock lắm. Quần sock thì có rất là nhiều mã luôn. Đây quần này. Quần này là mã ngắn rồi, có cả mã dài cơ. Cái mã ngắn này thì là nó qua gối, quần này qua gối, nó dài nỡ chân, nó có hai mã, một mã dài đây, cái mã dài là có cái tên bán ở cái tên bán tên đây, đây không phải là mã đẹp, tên là tên là cái tên nó dán hẳn vào cái mã của nó thì là mã dài nhiều lắm đấy. Quần này nó tuần quần kiểu quần xếp ly ấy. Cũng 80.000 một quần. Cái mã này dài ấy, gần đến mắt cá chân luôn. Quần dài gần đến mắt cá chân. Đấy, em lấy màu nào thì comment màu cho chị nhá. Đây cái này dài này. Ừ. Quần dài gần đến mắt cá chân đấy. Dài thoải mái luôn. Có cả mã ngắn, nếu em không cao thì em lấy mã ngắn cũng thế. 80.000 một quần thì nó dài, như chị cao 1m6 thì nó dài qua gối đến ngang đây. Nhưng mà còn quần này ấy, quần này thì dài gần đến mắt cả chân này. Đấy. Xuông. Mã rộng rãi luôn, quần này không ai bán dưới 100.000, đấy là các line, chứ còn nếu bình thường ở shop nó phải bán trăm mấy một quần như này. Toàn chất đũi. Mát. Chất mát. Em lấy màu nào thì comment màu cho chị nhé. Nhiều màu á, màu nào cũng đẹp luôn. Đây là những màu này. Toàn màu trẻ trung, màu rêu này, màu da này, màu tím than, màu đỏ đô. Nó có cả màu cam nữa. Màu cam cũng có. Nhiều màu lắm. Em lấy màu nào thì comment màu cho chị nhặt luôn này. Bạn lấy màu nào thì comment màu nhé. Đây, cái quần này thì nó có rút như thế này này. Có dây rút này. Đây là một nơ này. Rất là đẹp luôn, đũi mềm mại, chất đẹp lắm. 80.000 một quần thôi. Tặng quà từ đầu like rồi nhé các bạn nhé. Em một cái đen. Chị chít chít lại. Thì nữa về sau có chụp màn hình lại ừ, thôi. Đây chụp. Chị lấy một cái đen rồi, chị lấy cái đen ngắn hay đen dài? Chung La ơi, em lấy đen ngắn hay đen dài? Nó có hai dáng nhá, một dáng dài và một dáng ngắn, thì em lấy dáng ngắn hay dáng dài comment ngắn chị biết nhá. Ngắn qua gối, dáng dài đến mắt cá. Dáng ngắn thì qua gối, ngang mắt chân này, còn dáng dài thì gần đến mắt cá chân đấy, đến mắt cá chân luôn đấy. Em lấy dáng ngắn hay dáng dài? Có hai dáng nhá, 80.000 một quần nhá. Quần xuông nhá, Huệ Hoàng ơi.
làm gì? Áo đá. Mấy cái file thì nó xếp còn mà chứ không biết cái gì còn thì hết. Nghỉ đi. Để chị xem chị lấy quần gì. Mạng chậm ấy, các chị có mềm mãi nó mới chạy. Chị Trung La xem chị lấy màu gì. Trung La lấy màu gì comment màu chị biết nha. Không phải màu mà dài ngắn. À dáng nha, dáng dài hay dáng ngắn cho chị nha. Đây mình còn một cái áo đá ngọc này mặc với quần suông rất là đẹp luôn này. 70k một áo này. Siêu xinh luôn. Đấy, có bạn nào lấy áo này không comment cho mình. Cho các bạn từ 52 53 cân nhỉ. 52 53 cân đổi lại. Với gấu nó là gấu bèo nhé. Xinh á, mã này xinh. Màu đẹp luôn. Muốn like gì nữa không? Không thì mình xin phép nghỉ nhá. Mọi người muốn xem gì thì comment vào cho mình biết. Mình muốn xem gì thì comment cho mình biết. Không thì xin phép nghỉ nhá. Ai muốn mua quần đồ quần áo con đồ chip chứ gì thì sau like có thể inbox cho mình nhá. Tôi xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem like của mình nhá.